Bạn đang ăn tối ở Paris, no căng bụng với món súp hành tây của Pháp và một miệng đầy souffle gấp đôi sô-cô-la. Người phục vụ tiến lại gần và hỏi bạn rằng bữa ăn thế nào? Với đồ ăn đầy trong miệng, bạn tỏ vẻ hài lòng và làm động tác ok. Bạn chờ xem niềm vui hiện khuôn mặt của người phục vụ, nhưng anh ta nhìn bạn với vẻ bực bội. Hóa ra ở một số quốc gia, việc ra hiệu vòng tròn bằng ngón trỏ và ngón cái không có nghĩa là tốt. Ở Pháp, nó có nghĩa là không hoặc vô giá trị. Thay vì khen món ăn ngon thì bạn đã nói là nó vô giá trị. Úi chà! Ở Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, bạn cũng không nên làm cử chỉ này. Tại những quốc gia kể trên, nếu bạn làm vậy với bất kỳ ai thì đó là dấu hiệu khá xúc phạm đối với họ. Nói vậy đủ rồi, chỉ cần nở nụ cười thật tươi và ăn hết những gì trong miệng, rồi gửi lời cảm ơn tử tế là ổn nhé. Trên khắp thế giới, việc giơ ngón cái lên được coi là một điều tích cực. Đó là biểu hiện của việc bạn thích một thứ gì đó và mọi chuyện đều đang ổn. Tuy nhiên, ở nhiều vùng của nước Ý, Tây Phi, Iran và Hy Lạp, nó mang hàm ý sỉ nhục. Đó là một cử chỉ cực kỳ xúc phạm người khác. Khi đến thăm Malaysia, bạn sẽ phải dùng ngón cái để chỉ trỏ. Vì vậy, lần tới khi định đi nhờ xe ở quốc gia này, bạn nên cân nhắc lại việc chìa ngón cái ra khi muốn đi nhờ xe nhé, vì có thể bạn sẽ không bao giờ được quá giang đâu. Ở Anh, Úc hoặc New Zealand, gọi hai phần ăn của cùng một món hoặc cho ai thấy dấu hiệu của sự hòa bình đều được, miễn là bạn không giơ ngược lại. Nếu làm sai thì bạn đang ra một dấu hiệu cực kỳ xúc phạm đấy, việc đó sẽ không giúp bạn có thêm nhiều bạn bè đâu. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng khi đưa ngón trỏ và ngón giữa lên theo hình chữ V, lòng bàn tay của bạn phải hướng ra ngoài. Như thế thì bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đất nước đó. Cúi đầu là một hành động phổ biến trong các nền văn hóa Á Đông khi chào hỏi nhau và nghênh đãi khách khứa. Đầu họ càng cúi thấp thì họ càng tôn trọng bạn. May mắn là hầu hết người Nhật không mong đợi người nước ngoài phải hiểu nghi thức cúi chào ngay lập tức. Nhìn chung, họ cũng chấp nhận một cái bắt tay hay gật đầu. Nhưng việc làm quen và thực hành nghi thức này trước khi đến Nhật sẽ gây ấn tượng với tất cả người dân địa phương. Bạn có thể cúi thấp tới đâu vậy? Sử dụng ngón trỏ bị xem là bất lịch sự ở một số quốc gia châu Âu, Mỹ Latin và châu Phi. Đồng thời, sẽ cực kỳ thô lỗ nếu bạn chỉ vào ai đó tại Trung Quốc, Nhật Bản và Indonesia. Cử chỉ này có thể bị hiểu là bạn nhắm vào người đó để đổ lỗi hoặc xúc phạm họ. Nếu bạn hỏi đường ở Philippines, có thể sau đó bạn sẽ phải vò đầu bứt tai và tự hỏi rằng họ đang chỉ hướng nào. Nhưng đừng hoảng, người dân địa phương dùng môi để chỉ thay vì giơ tay. Nếu phân vân, thì dù đang ở đâu trên thế giới, bạn cũng nên chỉ về phía một người hoặc một địa điểm bằng cả bàn tay. Bạn có thể nghĩ rằng việc đưa ngón út ra ngoài khiến bạn trông sang trọng, nhưng ở Trung Quốc, việc đó lại bị phản đối. Cử chỉ này cũng giống như việc bạn chĩa ngón cái xuống và có nghĩa là bạn đang không hài lòng về điều gì đó. Khi chụp ảnh với người khác, bạn sẽ muốn thể hiện sự tôn trọng và không làm bất kỳ cử chỉ tay bất lịch sự nào đúng không? Có hai cử chỉ cụ thể nên tránh. Đó là giơ ngón út lên và chỉ vào vật gì đó bằng một đồ vật bẩn, ví dụ nĩa hoặc đũa đã sử dụng. Thật thú vị khi ăn bằng đũa, nhưng bạn có thể vô tình gây phản cảm nếu đặt đũa sai cách đấy. Tại Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, đừng mắc sai lầm bằng việc cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm nhé. Đây bị coi là một điều xui xẻo. Nếu bạn phải đặt đũa xuống, chỉ cần đặt chúng ở trên hoặc bên cạnh bát là được. Tương tự, khi đi ăn ở Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, đừng nhờ ai đó lấy đồ ăn cho bạn. Ở những quốc gia này, bạn phải tự lấy đồ ăn bạn muốn. Ngoài ra, bạn sẽ không xúc phạm bất kỳ ai nếu ăn miếng cuối cùng đâu. Ở một số nơi, việc xì mũi khi đang ngồi trên bàn ăn là một chuyện chấp nhận được. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước cho việc mũi bị nhột đột ngột. Chỉ cần bạn xin lỗi và quay đi chỗ khác thì không sao. Nhưng đó là trừ khi bạn đang đi nghỉ ở Nhật Bản, Trung Quốc hoặc Hàn Quốc, nơi ớt có thể làm bạn chảy nước mũi rất nhanh. Còn ngoài ra thì đừng bao giờ xì mũi ở nơi công cộng. Nếu bạn cần làm thông thoáng lỗ mũi, hãy cân nhắc rời khỏi bàn và xì mũi trong phòng vệ sinh hoặc tránh bất kỳ ai đang ở gần. Đồng thời, hãy làm vậy trong yên lặng nhé. Việc này bị coi là thô lỗ và mất vệ sinh đối với những người xung quanh. Hãy luôn sử dụng khăn giấy chứ đừng dùng khăn tay và vứt nó ngay sau khi dùng. Fiji là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới với những bãi biển đẹp và người dân thân thiện. Nếu nghỉ dưỡng trên hòn đảo này, bạn nhất định sẽ gặp được một vài người Fiji địa phương muốn bắt tay bạn rất lâu. Phong tục ở đây đó là bắt tay trong suốt thời gian các bạn chào nhau, không quan trọng là bao lâu.
bạn cũng không nên rụt tay lại quá nhanh. Nếu bạn kết thúc việc bắt tay quá đột ngột thì sẽ bị coi là rất thô lỗ đấy. Nếu bạn đang ở Ấn Độ, bạn sẽ phải chắp hai tay vào với nhau thay vì bắt tay người khác. Chắp tay theo kiểu cầu nguyện, hơi nghiêng đầu một chút và chào người khác bằng từ Namaste, với hai tay để gần ngực. Khoanh tay không có ý nghĩa gì ở hầu hết các quốc gia. Có thể bạn đang lạnh, buồn chán hoặc cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên ở Phần Lan, hành động này có khả năng sẽ gửi đi nhầm thông điệp đấy. Khoanh tay có nghĩa là thiếu tôn trọng. Người Phần Lan coi đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo và bất cần. Làm như vậy chính là cách để nói với những người xung quanh rằng bạn đang muốn gặp rắc rối. Ôi, ngôn ngữ cơ thể này bị xem là một dạng thách đó. Vì vậy, có thể bạn sẽ gặp khó dễ nếu làm như vậy. Đặc biệt, hãy tránh khoanh tay ngay trước mặt mọi người. Bạn không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào nếu đang đi du lịch đâu. Ở Nga, bạn có thể bắt tay một người ngay khi gặp họ, nhưng nếu đang ở ngưỡng cửa thì quên việc đó đi. Đừng quá lo lắng nếu bạn quên quy tắc đơn giản này, tuy nhiên một số người Nga coi đó là điều rất xui xẻo. Hãy bước qua ngưỡng cửa trước khi bạn đưa tay ra bắt nhé! Điều này áp dụng cho các nhà hàng, nhà riêng, cửa hàng và bất kỳ nơi nào khác có ngưỡng cửa mà bạn có thể nghĩ tới. Tránh được sai lầm cơ bản này thì bạn sẽ cứu bản thân khỏi các rắc rối và những điều không may mắn đấy. Ở Thái Lan, đầu là bộ phận thiêng liêng nhất trên cơ thể, vì vậy việc vỗ vào đầu người khác có thể bị xem là sự xúc phạm nghiêm trọng. Ở Mỹ, vỗ hoặc vò đầu ai đó có nghĩa là bạn đang vui đùa hoặc là một dấu hiệu cho thấy ai đó đã hoàn thành tốt công việc. Nhưng ở Thái Lan, tốt nhất là bạn nên để tay xa đầu người khác để tránh việc thể hiện sự không tôn trọng hoặc khiến họ cảm thấy không sạch sẽ. Bạn cũng không nên chỉ trỏ bằng ngón chân, vì bàn chân bị xem là bộ phận bẩn nhất trên cơ thể. Khi đang đi nghỉ, bạn không muốn xúc phạm người khác mà, đúng không nào? Nhìn đồng hồ khi đang trò chuyện có thể bị xem là cực kỳ thô lỗ ở Trung Đông, vì hành động này giống như thể bạn đang vội vàng chuồn khỏi một cuộc nói chuyện với người đó. Dù đã sắp xếp một cuộc hẹn thì bạn cũng không muốn thô lỗ đúng không nào? Hãy để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên trước khi xem giờ nhé! Trong văn hóa Ả Rập, một khi cuộc trò chuyện bắt đầu, nó phải từ từ, chậm rãi mới được. Đã rõ! Ở Hy Lạp, đừng bao giờ làm cử chỉ dừng bằng cách đưa lòng bàn tay ra và hướng ngón tay lên trời. Bạn sẽ không khoái kết cục sau khi làm hành động này với một người dân địa phương đâu. Cử chỉ ấy là một sự xúc phạm lớn đối với người Hy Lạp, một sự kỳ thị đã có từ thời Byzantine. Tương tự như ở Hàn Quốc, đừng gọi taxi hoặc vẫy ai đó về phía bạn với lòng bàn tay hướng lên. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ bị kẹt ở đó hàng giờ đấy. Kiểu vẫy tay này là cách người Hàn Quốc gọi chó. Cách đúng để vẫy tay là đưa cánh tay ra, lòng bàn tay hướng xuống và di chuyển bàn tay lên xuống theo chiều dọc. Đó không phải là điều duy nhất cần lưu ý ở Hàn Quốc đâu nhé. Nếu ai đó lớn hơn tuổi bạn mời đồ uống, cách cư xử đúng là nhận đồ uống bằng cả hai tay và quay đầu đi khi nhấp ngụm đầu tiên. Việc này thể hiện sự tôn trọng và tôn trọng người lớn tuổi được xem là rất quan trọng ở Hàn Quốc. Hãy để tôi tiếp tục chuyến khám phá vòng quanh thế giới của mình. Và giờ chúng ta sẽ thẳng tiến đến châu Âu. Hãy bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta tại Hy Lạp, đất nước với lịch sử hàng ngàn năm. Ngay cả trong thời hiện đại, vẫn còn những tàn tích cổ xưa đang được bảo tồn cẩn thận, và đó là một chuyến đi đầy thú vị. Bên trong sân bay Athens có một bảo tàng trưng bày các đồ tạo tác cổ, và đây là cách lịch sử và hiện đại cùng song hành. Đây là quang cảnh của Acropolis nhìn từ đường phố, một Spartan lang thang trên đường phố Hy Lạp. Một người dùng Reddit đã chia sẻ bức ảnh một tòa nhà hiện đại được xây dựng ngay phía trên tàn tích lịch sử. Du khách có thể nhìn thấy những tàn tích đó qua những tấm kính. Hy Lạp cũng rất nổi tiếng với những chú mèo lang thang trên đường phố ở khắp mọi nơi. Người dùng Reddit này còn phát hiện ra chú mèo canh gác ngân hàng quốc gia Hy Lạp. Ngày nay mọi người đang cố gắng giảm bớt việc sử dụng đồ nhựa. Một số người sử dụng ống hút giấy, vài người khác sử dụng ống hút thủy tinh. Nhưng quán cà phê ở Hy Lạp này đề xuất sử dụng mì ống làm ống hút. Tôi không chắc điều này ngu ngốc hay thiên tài nữa. Một người dùng Reddit khác ghé thăm một nhà hàng ở Bắc Macedonia và cảm thấy bối rối khi được phục vụ những lát bánh pizza và bên dưới là bánh quế. Đúng là tiện cả đôi đường, vừa có đồ ăn tráng miệng và không phát sinh rác thải. Ở Romania, máy bán hàng tự động thực sự khác biệt. Cái này, ví dụ, là máy bán hàng có cả giam bông. Và chiếc này thậm chí còn tốt hơn, máy bán hàng tự động bán trứng đựng trong hộp cà tông. Có lẽ là trứng bác. Châu Âu là nơi đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại, và sự kết hợp này thật mê hoặc. Tôi sẽ cho bạn thấy. Người dùng Reddit này đã chia sẻ một bức ảnh về một sân bóng rổ hiện đại nằm giữa những bức tường 700 năm tuổi ở Croatia.
Và đây là ảnh chụp bên trong một cửa hàng tạp hóa. Hãy nhìn vào những cột đá cổ này xem. Vấn đề trong thời hiện đại đòi hỏi phải có các giải pháp hiện đại. Những đèn giao thông này thắp sáng mặt đất để những người mải nhìn điện thoại có thể nhận ra khi nào đèn giao thông đổi màu. Nước Ý giống như một tác phẩm nghệ thuật với hàng ngàn năm lịch sử. Có khá nhiều điều tôi muốn cho bạn xem tại đất nước này. Một số tàn tích đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước và rất nhiều trong số đó vẫn được bảo tồn. Một người dùng Reddit đã chia sẻ bức ảnh sảnh của một khách sạn có sàn bằng kính để mọi người có thể chiêm ngưỡng những tàn tích bên dưới. Và đây là tay vịn cầu thang tại một căn hộ Airbnb. Ở Ý, ngay cả biển báo trên đường phố cũng là tác phẩm nghệ thuật. Hãy nhìn thứ này xem. Một người dùng Reddit khác thậm chí còn chia sẻ nhiều thiết kế hơn nữa. Người này chụp được bức ảnh về một siêu thị nằm trong một nhà hát cũ ở Venice. Một người khác cũng đăng tải một bức ảnh khác nữa về siêu thị đó. Vì chúng ta đang nói về siêu thị, rõ ràng vật nuôi được phép vào trong siêu thị, thậm chí còn có những chiếc xe đẩy đặc biệt để chở chúng. Các thành phố đã có tuổi đời hàng thế kỷ và một số tuyến đường phố khá hẹp nên các phương tiện đưa thư phải điều chỉnh phù hợp với chúng. Đây là một trong số các phương tiện như vậy. Một số thành phố có các tuyến kênh hoặc nằm trên đảo. Vì vậy, thuyền là một thứ khá phổ biến. Đây là một chiếc thuyền của UPS tại đảo Murano. Châu Âu có rất nhiều quốc gia. Thành phố Basel của Thụy Sĩ nằm ngay tại biên giới với Pháp và Đức. Vì vậy, sân bay ở đây có 3 cửa ra. Bạn có thể đi bộ ra khỏi sân bay để đến Pháp, Đức hoặc Thụy Sĩ. Hãy chọn cửa ra để sang Đức. Nhìn xem, có một cột đèn giao thông với biểu tượng cô gái đang dắt lạc đà đi. Lý do cho thiết kế này vẫn là bí ẩn đối với tôi vì lạc đà không thực sự phổ biến ở Đức, nhưng nó rất dễ thương. Đây là một chiếc đèn đường độc đáo khác, có hình Karl Marx, một triết gia nổi tiếng người Đức. Quay lại với những chiếc máy bán hàng tự động có vách ngăn. Ở Đức, bạn có thể tìm thấy những chiếc máy bán xúc xích tự động. Hamburg là thành phố cảng lớn của Đức và được nối với biển Bắc qua một dòng sông. Không có gì ngạc nhiên khi có một cửa hàng McDonald's phục vụ khách đi trên thuyền mua đồ ăn mang đi. Hãy nhìn thiết kế chai nước khoáng đang được bán ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ xem. Một người dùng Reddit mua một món quà lưu niệm ở Pháp. Chúng là những cây bút hình baguette. Hãy nhìn vào ngôi nhà hẹp này ở Tây Ban Nha. Tôi tự hỏi bên trong nó trông như thế nào. Nhưng thật không may, người dùng Reddit đó chỉ chia sẻ hình ảnh phía bên ngoài. Ở Bồ Đào Nha, tháp điện thoại di động được ngụy trang thành cây. Và đây là một chiếc xe buýt có thể đi trên đường và sau đó biến thành một chiếc thuyền. Một người dùng Reddit khác đã phát hiện ra những cánh cửa ở London có tay nắm cửa nằm ở chính giữa. Điều này có vẻ cực kỳ bất tiện, nhưng rõ ràng là tay cầm không thể xoay được và chỉ có tác dụng dùng để kéo cửa đóng lại. Và phần kim loại với lỗ khóa có một tay cầm nhỏ ở phía dưới cùng. Châu Âu là một địa điểm lịch sử. Hòm thư này mang dấu ấn của một vị vua trị vì hơn một thế kỷ trước. Ngày trước, các bốt điện thoại màu đỏ được sử dụng rất nhiều. Nhưng giờ đây thì mỗi người có một hoặc hai chiếc điện thoại di động, chẳng còn mấy người dùng đến chúng nữa. Vì vậy, các bốt điện thoại được tận dụng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bốt điện thoại này hiện đã trở thành cửa hàng sửa chữa điện thoại thông minh. Luxembourg là một quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có nằm ở giữa Pháp, Đức và Bỉ. Và ở đây có máy bán bánh mì baguette. Hãy di chuyển về phía Bắc. Đầu tiên là đến Hà Lan. Nông dân dùng những luống hoa để phân chia ranh giới cánh đồng của mình và đặt tấm biển có mã QR để mọi người có thể trả tiền khi hái hoa. Đây chỉ là một điều kỳ lạ mà một vài người dùng Reddit phát hiện ra. Tới Đan Mạch, ở Aarhus, một thành phố do người Viking hình thành vào thế kỷ thứ 8, bạn có thể tìm thấy các đèn giao thông có hình người Viking trên đó. Một số thùng rác ở các tuyến tàu điện ngầm Thụy Điển có chỗ riêng để vứt lon. Những người vô gia cư có thể nhặt và đổi lon lấy tiền mặt. Có một bức tượng khổng lồ hình một con nai bạc ở Na Uy. Và đây là biểu tượng trên cửa các phòng vệ sinh, với hình ảnh những chú tuần lộc. Rõ ràng người Phần Lan cũng lịch sự như người Canada. Trên xe buýt, họ có nút để hành khách cảm ơn tài xế xe buýt. Ngoài ra, một người dùng Reddit đã phát hiện ra hình gấu trúc Mỹ trên ghế xe buýt. Chúng ta đều biết những chiếc ghế bập bênh hình ngựa. Hầu như ai hồi nhỏ cũng có một cái như vậy. Chà, những người nhỏ bé Phần Lan lại có ghế hình nai sừng tấm. Nhiều người đến Iceland với hy vọng sẽ được chứng kiến Bắc Cực Quang. Một người dùng Reddit có chiếc điện thoại trong khách sạn có một nút đặc biệt để đánh thức khách khi Bắc Cực Quang xuất hiện. Người Latvia đôi khi đặt những chiếc xe cảnh sát giả ở hai bên đường để ngăn chặn hành vi chạy quá tốc độ trên đường.
Các vị vua và nữ hoàng đã trị vì tại châu Âu trong nhiều thế kỷ. Thậm chí ngày nay, nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Bỉ và một số quốc gia khác vẫn có vua hoặc nữ hoàng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi có hàng trăm lâu đài rải rác ở khắp châu Âu. Ngày nay, Ba Lan không có bất kỳ vị vua nào, nhưng đất nước này vẫn có 500 lâu đài. Đây là một biển báo lâu đài có ma ám tại một trong số đó. Ở Wrocław, tất cả các địa danh đều có mô hình để người khiếm thị cũng có thể chạm vào và nhìn thấy chúng. Ngoài ra còn có một bức tượng Darth Vader ở một thành phố của Ba Lan. Trên thực tế, đó là bức tượng của một người Ba Lan giàu có, người đã giám sát việc xây dựng một bến cảng. Nhưng theo thời gian, người dân địa phương mặc trang phục của chúa tể Vader cho bức tượng. Biển báo này ở Ba Lan đặc biệt cấm xe đạp, máy kéo và ngựa đi trên đường cao tốc. Ở một số nơi, có một hàng riêng trên vỉa hè dành cho những người vừa đi vừa xem điện thoại. Và bây giờ chúng ta sẽ bay qua Đại Tây Dương đến châu Phi. Đây là Dune 7 ở Namibia, cồn cát lớn thứ 7 trên thế giới. Nó cao bằng tòa nhà Empire State. Một người dùng Internet đã chia sẻ bức ảnh này. Ai đó ở Tanzania đã đặt một căn hộ áp mái theo đúng nghĩa đen trên đỉnh tòa nhà. Tôi đã thử tìm kiếm thêm thông tin và phát hiện ra rằng đó là một khách sạn. Điều này vẫn không giải thích được về mái nhà, nhưng tôi hoàn toàn tin vào thông tin đó. Có lẽ đó là cách marketing. Người lái xe ở Mozambique nên cẩn thận và coi chừng voi. Và đây là biển báo ở Nam Phi. Hãy để mắt tới lũ chim cánh cụt. Và một biển hiệu khác thể hiện thùng rác chống khỉ đầu chó. Vì vậy, khỉ đầu chó cũng tương tự như gấu trúc của Mỹ, của Nam Phi. Cây cối mọc xuyên qua các con đường không còn là điều đáng ngạc nhiên nữa. Nhưng đây là một cây cọ ở Maroc mọc xuyên qua nhiều ban công. Một người dùng Reddit đã chia sẻ bức ảnh một con ngựa chạy trốn ở Israel trở về sân sau trong một khu đô thị. Tại quốc gia này, việc bắt gặp ngựa trên đường phố là khá phổ biến. Một khách sạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phục vụ cả một tổ ong cho bữa sáng cho người dùng Reddit này. Đây là chuyến đi đầu tiên đến Ai Cập của bạn và bạn được những người bạn mới quen mời đi ăn trưa. Đồ ăn hơi nhạt nên bạn đã rắc thêm muối và tiêu để vừa miệng hơn. Vì không thấy hai món này trên bàn nên bạn hỏi chủ nhà và phát hiện ra mọi người đang sốc. Hóa ra việc ai đó muốn thay đổi hương vị ban đầu của món ăn với muối và tiêu là một sự xúc phạm đối với đầu bếp. Đầu bếp có lý do nên mới nấu như vậy và việc cho thêm gia vị cho thấy món ăn không đủ ngon đối với bạn. Có thể đối với bạn, việc tip tiền là một hành động tử tế. Nhưng đừng làm vậy với phục vụ bàn, tài xế taxi hoặc nhân viên khách sạn ở Nhật Bản. Họ có thể khó chịu vì họ đã được trả lương để cung cấp cho bạn và họ không cần thêm tiền để làm tốt hơn nữa. Nếu bạn thực sự muốn thể hiện sự cảm kích thì chỉ cần nói cảm ơn thôi. Việc tip cho hướng dẫn viên cá nhân, các công ty du lịch và thông dịch viên là điều được chấp nhận. Bạn có thể bỏ tiền vào phong bì và đưa nó cho họ. Nếu bạn muốn gây ấn tượng với bạn bè hoặc đồng nghiệp người Nhật mới quen biết, thì hãy dành chút thời gian để nghiên cứu về phép lịch sự lúc sử dụng đũa. Khi đã thành thạo cách cầm đũa, thì nhớ đừng chà đũa với nhau. Người Nhật thường làm thế để loại bỏ vụn gỗ. Vì vậy, nó có thể khiến cho bạn trông như thể chưa hài lòng với chất lượng của cặp đũa mà chủ nhà đưa cho bạn. Đừng cắm đũa vào bát cơm. Hành động này giống như đang cúng đồ ăn cho người đã mất. Đừng ve vẩy đũa hoặc dùng chúng để chỉ vào đồ vật. Cả hai hành động trên đều được coi là rất thô lỗ. Việc di chuyển đồ bằng đũa hoặc tay đang cầm đũa cũng thế. Nó trông rất vô duyên. Ngoài ra hành động này cũng dễ khiến đồ ăn đổ ra ngoài. Khi ở Ý, đừng gọi món cappuccino sau buổi trưa. Người địa phương không làm thế vì họ tin rằng đây là một món ăn vì nó có sữa và bọt. Và điều này không tốt cho tiêu hóa. Hơn nữa, hãy chuẩn bị tinh thần vì bạn sẽ phải đứng tại quầy để thưởng thức cà phê và trả tiền trước khi gọi món. Đầu tiên, bạn trả tiền tại quầy thu ngân. Sau đó hãy đưa hóa đơn cho người phục vụ để lấy đồ uống. Bạn có thích kẹo cao su không? Vâng, bạn sẽ gặp khó khăn với vấn đề này tại Singapore đấy. Việc sử dụng, bán và nhập khẩu kẹo cao su bị cấm ở đây và bạn sẽ phải trả đến vài nghìn đô la nếu làm thế. Luật này được đưa ra vào thập niên 90 để thành phố sạch hơn và giữ cho tàu điện ngầm cao tốc luôn đúng giờ.
khi họ triển khai hệ thống vận chuyển mới. Hành khách đã dính kẹo cao su và cảm biến của cửa và gây ra một số trục trặc nghiêm trọng. Với các quy định mới, vấn đề này đã được giải quyết. Chính sách không kẹo cao su cùng nhiều quy định nghiêm ngặt khác đã giúp Singapore trở thành một thành phố sạch sẽ và vô cùng tuyệt vời. Nếu bạn không thể sống thiếu kẹo cao su, thì chính quyền địa phương đưa ra lời khuyên rằng bạn nên thử dùng chuối đấy. Tại Bolivia, khi có người nhờ bạn đưa thứ gì đó cho họ trên bàn ăn, chẳng hạn như muối, thì bạn không nên đưa nó trực tiếp cho họ. Hãy đưa cho người ngồi bên cạnh họ để họ giúp bạn chuyển đồ. Nếu người bên cạnh bạn nhờ giúp đỡ, thì cũng không thể truyền trực tiếp cho họ đâu nha. Người bên cạnh bạn ở phía bên kia sẽ giúp. Quy tắc xã giao trên bàn ăn này xuất phát từ một tín ngưỡng cho rằng đưa đồ trực tiếp tới tay ai đó sẽ mang đến xui xẻo. Cũng vì lý do này nên bạn không thể với tay hay đứng lên để truyền đồ hoặc ném đồ cho ai đó. Và đừng quên đặt cả hai tay trên bàn khi bạn không ăn. Nếu người khác không nhìn thấy tay bạn thì điều đó có thể trông như bạn đang cố che giấu gì đó. Khi dùng bữa ở Jordan, chủ nhà có thể sẽ đưa cho bạn một ít cà phê đắng Ả Rập như một lời chào đón. Đừng nhâm nhi ly cà phê này cả tối. Phép lịch sự ở đây đó là uống thật nhanh chóng. Chỉ khi uống xong thì mọi người mới tiếp tục tương tác với nhau. Khi đưa cho chủ nhà cốc nước rỗng thì hãy lắc cổ tay của bạn. Nếu bạn đưa cho họ mà không lắc cổ tay thì điều đó có nghĩa là bạn đang muốn uống thêm cà phê. Đừng đến đúng giờ khi dự sự kiện tại Venezuela. Người ta có thể nghĩ rằng bạn vô lễ hoặc tham lam. Cách lịch sự đó là đến trễ 10 tới 15 phút. Những sự kiện được lên lịch vào lúc 7 giờ thường sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ hoặc muộn hơn. Vào thập niên 80 có một câu chuyện khá là nổi tiếng. Một phóng viên nước ngoài đã đến sự kiện báo chí muộn tới hơn 1 giờ. Khi thấy căn phòng trống trải, anh ta đã đi xin lỗi người tổ chức vì bỏ lỡ buổi sự kiện. Nhưng người tổ chức nói với anh ta rằng anh là phóng viên đầu tiên đến nơi. Điều này khá thú vị vì đồng hồ tại đất nước này nhanh hơn phần còn lại của thế giới 0,9 giây từ rất lâu rồi. Bạn có đang định đi lại bằng xe buýt ở Ireland? Đừng quên cảm ơn tài xế trước khi bước khỏi xe nhé. Bạn sẽ nghe thấy nhiều người dân địa phương lao xao cảm ơn tài xế vì đây là việc bắt buộc. Hãy chọn quà thật kỹ lưỡng nếu bạn được mời đến thăm một gia đình người Việt Nam. Trái cây và bánh kẹo là những thứ được chấp nhận. Khăn tay biểu tượng cho một lời tạm biệt buồn bã, còn dao kéo ám chỉ việc cắt đứt mối quan hệ. Vì vậy đừng mang theo những thứ đó. Hãy gói quà bằng giấy gói có màu sắc rực rỡ và đừng chọn màu đen. Người địa phương tin rằng màu sắc này là điềm xấu. Khi trao quà, hãy cầm quà bằng cả hai tay và đừng ngạc nhiên khi chủ nhà không mở nó ngay nhé. Họ sẽ bóc quà ngay khi người tặng rời khỏi đó. Tại Ấn Độ, đừng để lại bất cứ thứ gì trên đĩa ăn của bạn. Đó là dấu hiệu của sự không tôn trọng đối với thức ăn được mang lên phục vụ bạn. Thực phẩm được coi là thứ linh thiêng tại đây. Vì vậy, điều đó sẽ làm cho chủ nhà bực mình đấy. Thế nên, hãy rửa và lau khô tay trước khi bắt đầu bữa ăn. Đừng quên khen ngợi đầu bếp và đợi người lớn tuổi đứng dậy trước khi rời bàn. Ở miền Nam Ấn Độ, việc phục vụ thức ăn bằng lá chuối rất phổ biến. Khi dùng bữa xong, bạn phải gấp lá chuối vào trong. Gấp ngược xuống dưới nghĩa là bạn không thấy hài lòng về món ăn. Việc khoe khoang thành tích có thể là một đề tài hay để khởi đầu cuộc trò chuyện ở những nơi khác trên thế giới. Nhưng tại Đan Mạch thì không nên đâu. Dân địa phương tin rằng mọi người đều bình đẳng. Vì vậy, bạn sẽ không nghe họ kể về sự nghiệp thành công, tài năng hay họ xuất chúng như thế nào. Và họ mong đợi điều tương tự từ bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một đề tài hay thì hãy bàn về vẻ đẹp của đất nước này. Người Đan Mạch rất tự hào về quốc gia của họ cùng những điều kỳ thú nơi đây. Nếu bạn có kế hoạch lái xe trên tuyến đường cao tốc nổi tiếng Autobahn ở Đức, thì nhớ đổ đầy bình xăng trước khi bắt đầu hành trình nhé. Dừng lại, đỗ xe, quay đầu hoặc đi lùi trên đường cao tốc này là hành vi bất hợp pháp. Đúng vậy, ngay cả khi dừng lại vì hết xăng, bạn cũng sẽ nộp phạt vì đáng ra bạn phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Và dù Autobahn không giới hạn tốc độ, thì bạn cũng nên cẩn thận nếu đi qua các khu vực đô thị như Frankfurt, Berlin và Munich.
cũng như các khu vực đang xây dựng hoặc đông xe cộ. Các chỉ dẫn tốc độ đặc biệt sẽ được áp dụng cho những khu vực này. Nếu bạn có kế hoạch khám phá đảo Sip bằng xe hơi, thì hãy giải khát lúc khởi động xe. Hành động uống nước, dù là món gì khi chạy xe là vi phạm pháp luật tại đây. Vì vậy, nếu bạn không thể nhịn ăn vặt hoặc uống gì đó khi đang lái xe, thì hãy chuẩn bị tinh thần để nộp phạt. Ở Ethiopia, bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn quà cho ai đó. Người dân sẽ coi đó như là một món nợ mà họ phải trả lại trong tương lai. Vì vậy, nếu bạn mang tới một món quà đắt tiền, thì người nhận cũng sẽ bỏ ra nhiều tiền để mua quà trả lại bạn. Nếu không thì họ sẽ cảm thấy như đang mắc nợ bạn vậy. Từ lâu đi máy bay đã trở thành thói quen của nhiều người. Nhưng ngay cả những người thường xuyên đi máy bay đôi khi cũng không biết về những điều bạn không nên làm trên máy bay đâu nhé. Không đi chân trần trên máy bay, đó là một trong những điều cấm kỵ lớn nhất của du lịch hàng không. Ngay cả khi chúng ta bỏ qua chủ đề về mùi khó chịu, tưởng tượng hàng trăm hành khách cởi giày và tất cùng một lúc mà xem, thì sàn máy bay vẫn vô cùng bẩn thỉu. Những người mắc bệnh truyền nhiễm ở chân có thể đã đi chân trần trên lối đi trước bạn. Có thể sẽ còn rất nhiều bụi bẩn sau những hành khách trước đó. Và đừng để tôi bắt đầu nói về sàn trong nhà vệ sinh nhé. Nếu chân của bạn cần một chút tự do, hãy cởi giày ra. Nhưng ít nhất, hãy đi tất. Hoặc mang theo một đôi dép cũng được. Hãy nhớ rằng không khí được điều áp trong khoang hành khách cũng khô như ở sa mạc Sahara, với độ ẩm chỉ khoảng 20% thôi. Đó là lý do tại sao làn da của bạn có thể thấy khó chịu sau một chuyến bay. Nhưng nếu lắp đặt máy tạo độ ẩm có thể bổ sung độ ẩm thì có hợp lý hơn không? Phần thêm thắt này sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền của các hãng hàng không. Ngoài ra, khung máy bay chủ yếu được làm bằng nhôm và các kim loại khác. Không khí ẩm có thể dẫn đến ăn mòn. Vì vậy, đừng quên mang theo kem dưỡng ẩm và sử dụng nó trong suốt chuyến bay nhé. Luôn cố định bàn khay của bạn ngay khi máy bay bắt đầu di chuyển trên đường băng và không hạ bàn trong khi cất cánh và hạ cánh. Đó là một biện pháp an ninh đảm bảo rằng bạn và những hành khách khác sẽ có một lối đi thông thoáng trong trường hợp sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, hãy giữ chỗ ngồi của bạn ở vị trí thẳng đứng trong quá trình cất và hạ cánh. Trước hết, ghế để ngả có thể làm chậm đáng kể quá trình sơ tán khẩn cấp vì nó sẽ cản trở người ngồi phía sau. Hơn nữa, bạn càng ngả người về phía sau thì càng khó vào vị trí nẹp khi hạ cánh khẩn cấp. Cố gắng tránh ngủ gật trong hoặc ngay sau khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Mỗi tội, đó không phải là điều tốt nhất cho sức khỏe của bạn thôi. Vấn đề chính là áp suất không khí bên trong cabin thay đổi rất nhanh trong các giai đoạn này của chuyến bay. Điều này sẽ ảnh hưởng đến áp suất không khí trong tai của bạn. Điều quan trọng là phải tỉnh táo trong thời gian này để thư giãn và mở rộng đôi tai của bạn, ví dụ như ngáp hoặc nuốt thường xuyên. Nhai kẹo cao su hiệu quả với tôi nè. Nếu đang ngủ, bạn không thể làm điều này và nó có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn. Và tất nhiên, có một vấn đề an toàn. Hầu hết các tai nạn xảy ra trong quá trình cất cánh và hạ cánh. Nếu bạn ngủ trong những giai đoạn này, bạn có thể không đủ tỉnh táo và cảnh giác nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra. Khuyến nghị tiếp theo này đến từ EPA, cơ quan bảo vệ môi trường à nha. Theo họ, bạn sẽ muốn bỏ qua đồ uống nóng trên máy bay đấy. Nước dùng để pha trà hoặc cà phê không được lấy từ chai. Đó là nước máy thông thường. Còn bình chứa nước trên máy bay thường đã cũ và chứa đầy vi khuẩn. Năm 2004, có một nghiên cứu cho thấy hơn 12% mẫu nước chứa vi khuẩn có hại. Nhưng nếu bạn vẫn quyết định làm một ly đồ uống nóng trên máy bay, đừng tự rót cà phê hoặc trà. Các tiếp viên hàng không được đào tạo để xử lý nhiệm vụ này trong các lối đi đông đúc trên một chiếc máy bay đang di chuyển và sẽ không vô tình làm bạn hoặc các hành khách khác bị bỏng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bạn không gọi Coca trên máy bay. Áp suất cabin quá thấp trong không khí gây ra hiện tượng nhiều bọt. Vì những lý do rõ ràng, tiếp viên hàng không không muốn phục vụ bạn một chiếc cốc đầy bọt. Đó là lý do tại sao họ sẽ chỉ đổ đầy một nửa cốc, sau đó đợi các bong bóng lắng xuống rồi mới rót hết. Điều đó có thể mất nhiều thời gian. Giữ lỗ thông hơi của bạn mở nhé. Bằng cách này, bạn sẽ giảm thiểu sự lây lan của vi trùng. Máy bay có bộ lọc không khí chất lượng cao.
chúng lọc được tới 99% vi trùng trong không khí. Vì vậy ở đó bạn được an toàn. Nhưng hãy nhớ lau sạch cái khay bàn đó. Với lượng vi khuẩn gấp 8 lần nút xả bồn cầu, đây là nơi bẩn nhất trên máy bay. Một điều khác bạn nên tránh là dựa đầu vào cửa sổ nếu bạn ngồi cạnh cửa sổ. Bạn không thể biết ai đã ngồi đó trước bạn, và trong mọi trường hợp, cửa kính có khả năng bị vi trùng bâu đầy. Nói không với xăng đan hở lưng và giày cao gót trên chuyến bay. Tôi làm thế đấy. Có những lý do an toàn rất quan trọng cho yêu cầu như vậy. Vấn đề là cả hai loại giày dép này đều gây khó khăn cho việc sơ tán máy bay nhanh chóng. Nếu đi giày cao gót, dù sao thì bạn cũng sẽ phải bỏ chúng lại phòng trường hợp phi hành đoàn sử dụng cầu trượt khẩn cấp trong quá trình sơ tán. Gót nhọn rất có thể làm hỏng đường trượt, vì vậy đừng mang chúng. Giờ hãy tự hỏi bản thân, bạn có thực sự thích chạy chân trần trên máy bay không? Tôi trả lời hộ nhé, không. Thay vào đó, hãy đi những đôi giày chắc chắn có đế cứng. Trong trường hợp này, bạn sẽ không gặp phải trường hợp đứng trên đường băng nóng nức hay trong đám cỏ dại mà không có giày bảo vệ. Không nhét vật nặng vào các ngăn trên cao. Đồ đạc của bạn có thể không ở bên trong khi nhiễu động nghiêm trọng. Và khi rơi ra ngoài, chúng sẽ làm bạn và những hành khách khác bị thương. Đó là lý do tại sao nếu bạn cảm thấy khó nhấc một vật gì đó vào ngăn đựng đồ phía trên, tốt hơn hết hãy đặt nó dưới ghế trước mặt bạn hoặc một nơi nào đó. Không đổ lỗi cho các phi công về việc hạ cánh mệt nhọc nhé. Khi bạn trải nghiệm nó trong thời tiết xấu, đó có thể là cố ý. Nếu đường băng bị nước hoặc tuyết bao phủ, máy bay phải hạ cánh mạnh xuống để phá vỡ lớp nước và ngăn chặn hiện tượng trượt nước. Nếu không, nước có thể đóng vai trò là chất bôi trơn và máy bay sẽ không thể phanh hoặc phản ứng với bất kỳ lệnh điều khiển nào. Mở cầu trượt khẩn cấp khi không có trường hợp khẩn cấp nào là một ý tưởng tồi, rất tồi. Nó có thể gây ra sự chậm trễ kéo dài hàng giờ đồng hồ và khiến các hãng hàng không phải trả hàng ngàn đô la để đóng gói cầu trượt không bị hư hại trở lại thùng chứa của nó. Nhưng sao lại có người nghĩ thế chứ? Rõ ràng, một số người cho rằng nó sẽ giúp họ xuống máy bay nhanh hơn. Thực sự ngu ngốc đấy. Đừng làm người như thế nhé. Cứ nhớ rằng, nó không hoạt động kiểu đó là được. Đừng bỏ qua hướng dẫn của phi hành đoàn về việc mở rèm cửa sổ khi máy bay cất cánh và hạ cánh nhé. Bằng cách này, tiếp viên hàng không có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài, đánh giá tình hình và hành động nhanh chóng, rồi tổ chức sơ tán. Ví dụ, nếu có đám cháy bên ngoài một lối ra, họ sẽ chuyển hướng hành khách sang một cửa khác. Tránh mang theo bình xịt khử mùi hoặc kem cạo râu trong hành lý xách tay. Cả hai thứ này đều có xu hướng phát nổ giữa chuyến bay và do đó không được phép mang lên máy bay. Một ý tưởng tốt hơn nhiều là chọn chất khử mùi dạng thanh. Bạn cũng không được để sạc dự phòng trong hành lý ký gửi nữa. Và nếu bạn muốn mang một cái lên máy bay, dung lượng của nó không được quá 20.000 mAh. Bên cạnh đó, bạn không nên sử dụng chúng trong suốt chuyến bay vì chúng có thể bắt lửa. Nói chung, dùng pin lithium có an toàn, nhưng vì chúng có mức năng lượng cao nên có thể bắt lửa nếu không được xử lý cẩn thận, sử dụng sai mục đích hoặc nếu có lỗi sản xuất. Những loại pin như vậy là nguyên nhân gây ra khá nhiều vụ hỏa hoạn trên máy bay cũng như trong quá trình xử lý trên mặt đất. Đừng lo lắng về máy quét tại sân bay, chúng không gây hại cho sức khỏe của bạn. Nếu không, nhân viên sân bay sẽ không thể ở gần chúng nếu không có quần áo đặc biệt. Ngay cả khi bạn đi ngang qua máy quét hành lý, rủi ro vẫn ở mức tối thiểu. Và điều cuối cùng đây, đừng hành động như kẻ ngốc trên máy bay. Hãy cư xử đúng mực. Tôi biết bạn sẽ làm thế. Ngoài ra, đừng bao giờ thử tự mình hạ cánh máy bay nhé. Không, đừng cười, tôi không đùa đâu. Trong phim, họ thường cho chúng ta thấy rằng có điều gì đó xảy ra với các phi công và họ không thể hạ cánh máy bay. Và đó là khi nhân vật chính, một người rất có kỹ năng, bắt đầu trò chơi của mình. Thật không may, gần như là không thể làm điều đó trong đời thực. Ngay cả khi là thiên tài đi chăng nữa, lại còn yêu thích các mô phỏng máy tính giống 100% với mô hình máy bay thật và sẵn sàng làm theo mọi hướng dẫn từ mặt đất, họ vẫn có khả năng thất bại vì một khía cạnh đơn giản: căng thẳng. Đúng là trong suốt lịch sử đã có những trường hợp những người nghiệp dư hạ cánh những chiếc máy bay tư nhân nhỏ bé sau khi phi công mất khả năng. Tuy nhiên, chưa từng có trường hợp máy bay chở khách thương mại nào hạ cánh thành công mà do người không phải là phi công.
chỉ có trong phim thôi. Bạn nhận phòng khách sạn, đăng nhập wifi, nhảy lên giường và đăng 15 tấm ảnh chụp view cửa sổ mới toanh của mình. Khi sự hào hứng ban đầu không còn nữa, bạn nhận ra một cái đèn nhấp nháy rất đáng ngờ trên chiếc tivi lớn trong phòng. Có phải ai đó đang theo dõi bạn không? Hay chỉ là bạn đã xem quá nhiều phim trinh thám nhỉ? Camera ẩn có đủ mọi hình dạng và kích thước. Camera lớn sẽ dễ bị phát hiện hơn, nhưng những thiết bị nhỏ có thể rất tinh vi và khó nhận ra. Chúng có thể ẩn sau đồ nội thất, bên trong đồ trang trí hoặc khe thông gió và bất kỳ nơi nào mà bạn khó phát hiện. Thậm chí, người ta còn sản xuất các loại camera đặc biệt có thể được giấu trong các vật dụng thường thấy như đồng hồ báo thức, khung ảnh, lọ hoa và đèn. Hãy kiểm tra xem những thứ này có đang hướng vào một góc lạ hay được đặt ở vị trí dễ quan sát giường ngủ hoặc phòng tắm của bạn hay không nhé. Cách đơn giản nhất để phát hiện máy quay ẩn là đi tìm ánh sáng phản chiếu của ống kính, vì camera luôn đi kèm với ống kính. Hãy tắt đèn và dùng đèn pin, đèn laser hoặc thiết bị phát hiện camera ẩn không dây ra quanh phòng thật chậm rãi. Thiết bị này có đèn quét hồng ngoại và cả một đèn chiếu sáng. Khi tìm thấy một chấm phản chiếu màu đỏ, bạn cần bật đèn pin để kiểm tra xem có camera ẩn hay không. Nhớ kiểm tra ống thông gió cùng với các lỗ hổng và khe hở trên tường hoặc trần nhà nhé. Một số máy dò tân tiến còn có thể cho bạn xem camera đang quan sát gì. Nhờ đó, việc phát hiện và vô hiệu hóa máy quay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, những thiết bị như thế chỉ hiệu quả với camera đang bật và hoạt động bình thường. Điện thoại di động cũng có thể giúp bạn phát hiện một số mối đe dọa tiềm ẩn. Hãy bật Bluetooth và đi dạo quanh phòng rồi kiểm tra xem có bất kỳ thiết bị không rõ nguồn gốc nào xuất hiện trên màn hình không. Còn một ý tưởng nữa đó là cài đặt ứng dụng quét mạng, có thể hiển thị tất cả các thiết bị được kết nối với Wi-Fi mà bạn đang sử dụng tại khách sạn. Khi quét xong, hãy nghiên cứu danh sách thiết bị và tìm những thứ có tên, ví dụ như IP camera hoặc cam. Ngoài ra, bạn có thể đặt điện thoại của mình ở chế độ selfie, tắt đèn và kéo rèm, vừa tìm kiếm quanh phòng thật chậm rãi, vừa tập trung nhìn màn hình. Hãy lưu ý những chiếc đèn màu tím hoặc trắng trên màn hình. Bạn có thể tiếp tục giả làm thám tử và gọi cho bạn bè hoặc người thân của mình, sau đó là đi dạo quanh phòng. Camera bí mật sẽ phát ra một loại tần số radio. Sóng này có khả năng gây nhiễu cuộc gọi của bạn. Nếu bạn nghe thấy những tiếng ồn kỳ lạ khi đang nói chuyện điện thoại tại một vị trí nhất định của phòng, hãy kiểm tra thật kỹ nhé. Đừng quên kiểm tra công tắc đèn, ổ điện, đèn và các đồ vật mà bạn thường không để ý. Nếu nó hơi lệch, có lỗ hay nằm ở một vị trí kỳ lạ thì chắc hẳn đã có người can thiệp vào chúng. Nhiều thiết bị gián điệp cần có dây điện và người ta đã lắp đặt chúng phải giấu đi những sợi dây đó, thường là ở phía sau tấm ốp chân tường. Đó là lý do tại sao giao điểm giữa sàn và tường là khu vực mà bạn nên kiểm tra. Các vết lằn, chỗ gồ ghề hoặc nơi có màu sắc khác biệt có thể là dấu hiệu cho thấy micro đang ẩn mình ở đó. Các vết trên trần nhà và tường, dù chúng không lớn hơn một đồng xu cũng vậy. Nếu phát hiện ra một camera ẩn hoặc thứ có vẻ đáng ngờ thì đừng ngại thông báo cho quản lý khách sạn hoặc hãng môi giới đặt phòng biết. Đừng chạm hoặc di chuyển thiết bị đó bằng chính tay mình. Nếu khách sạn phủ nhận thì hãy liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương. Sau khi rà quanh phòng để tìm camera, hãy kiểm tra gương. Có thể ai đó đang quan sát bạn từ phía bên kia. Đầu tiên, bạn nên xem thử gương được gắn cứng vào tường hay nó có thể di chuyển được. Nếu gương này là bán trong suốt thì nó sẽ được gắn thẳng vào tường. Bạn có thể thực hiện một thí nghiệm đơn giản để kiểm tra gương. Ấn ngón tay của bạn vào gương, sao cho có thể để lại dấu vân tay khi rút tay ra. Hãy nhìn kỹ vân tay, nếu có khoảng trống nhỏ giữa dấu vân tay và mặt gương, thì đó chỉ là một tấm gương bình thường. Trên gương bán trong suốt, khoảng trống sẽ không xuất hiện. Còn một cách nữa để kiểm tra xem gương của bạn có bán trong suốt hay không, đó là gõ vào kính. Nếu có người đang quan sát bạn từ bên phía kia, thì gương sẽ phát ra âm thanh trống rỗng. Phía bên kia của gương hai chiều phải sáng hơn phía của bạn. Hãy đứng gần gương và chụm hai tay quanh mắt. Bạn có thấy ánh sáng phía sau gương không? Nếu có thì chắc bạn đang bị ai đó quan sát rồi. Trước khi rời khỏi phòng hoặc đi ngủ, hãy đảm bảo rằng cửa nẻo đã được khóa chắc chắn.
tất cả mọi cửa nhé, cả cửa ra vào phòng của bạn, lẫn cửa dẫn ra ban công nếu có. Bạn có thể mang theo khóa cửa di động để đảm bảo an toàn hơn nữa khi bạn ở trong phòng. Bạn cũng có thể bắt đầu một dự án tự làm nho nhỏ bằng cách quấn thắt lưng hoặc dây đeo túi quanh đai nắm cửa. Hãy thắt dây lưng và quấn quanh vài lần để có thêm một lớp bảo vệ nữa. Còn một ý tưởng khi bạn sắp đi ngủ, đó là xếp một chồng đồ bên cạnh cửa. Chén và cốc sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Nếu ai đó cố vào phòng trong khi bạn ngủ thì tiếng ồn sẽ phát ra. Kẻ đột nhập thường thích giữ im lặng, vì vậy có thể họ sẽ nhanh chóng từ bỏ việc cướp đồ của bạn ngay lập tức. Nếu bạn đi du lịch cùng tài sản có giá trị và cảm thấy không thoải mái khi để chúng lại phòng thì hãy cho đồ đạc vào két sắt trong phòng. Nhưng két sắt kiểu này sử dụng mã số thay vì khóa vật lý. Thế nên người của khách sạn chắc phải biết mật khẩu tổng để mở khóa trong trường hợp cần thiết. Vì vậy, bạn có thể mang két sắt riêng khi đi du lịch. Bạn có thể tìm thấy các loại két sắt trông như một cuốn sách trên Amazon đấy. Chúng được làm bằng kim loại cứng cáp và giấy có vân. Thiết bị này đi kèm với khóa số và có đủ chỗ để chứa hộ chiếu, tiền mặt và đồ trang sức của bạn. Trong trường hợp bạn phải để lại máy tính, sách tay trong phòng và muốn đảm bảo rằng không ai có thể đánh cắp dữ liệu của bạn, thì đây là những gì bạn nên làm. Hãy để một chai nước hoặc một món đồ nào đó bên cạnh cổng USB. Đo khoảng cách, giả sử như chiều dài bằng ngón cái của bạn. Để cắm thiết bị của mình vào máy tính, người ta cần phải di chuyển chai nước. Bạn có thể nâng cấp mẹo này bằng cách đặt một cây bút song song với laptop ở một góc nhất định. Bạn có thể đo góc bằng smartwatch hoặc điện thoại của bạn với ứng dụng la bàn. Khi ai đó di chuyển bút, bạn sẽ biết ngay. Ngay cả tấm biển vui lòng không làm phiền cũng có thể giúp bạn tìm ra ai đã vào phòng trong lúc bạn đi ra ngoài. Hãy treo sao cho biển bị mắc vào giữa cửa và khung cửa, như thế bạn đã rời đi vội vàng. Nếu bạn trở về và thấy biển được treo tự do thì hẳn là ai đó đã phớt lờ tấm biển và cố gắng làm phiền bạn. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với quầy tiếp tân và yêu cầu họ cử nhân viên vào phòng cùng bạn để giữ an toàn cho bản thân. Nếu bạn quan tâm đến sự sạch sẽ của phòng cũng như tài sản và sự an toàn cá nhân thì mẹo này dành cho bạn. Các nhân viên dọn phòng khách sạn thường có tối đa 20 phòng để quản lý trong một ca làm việc kéo dài 8 giờ. Điều này có nghĩa là họ có không quá 30 phút cho phòng của bạn. Thời lượng này là đủ để họ dọn giường, lau sàn và lau phòng tắm, dọn rác và lau bụi trên các bề mặt. Nhưng họ hiếm khi có đủ thời gian để chăm sóc các vật dụng nhỏ hơn như công tắc đèn, tay nắm cửa, ngăn kéo và điều khiển từ xa. Tuy nhiên, đây lại là những đồ vật bạn tiếp xúc nhiều nhất. Trên thực tế, chúng có thể có nhiều vi khuẩn hơn cả toilet. Vì vậy, nếu bạn muốn đảm bảo vi khuẩn không dính lên tay, thì hãy mang đủ khăn ướt kháng khuẩn để làm sạch tất cả những thiết bị đó trước khi bạn chạm vào chúng. Nếu bạn đang chuẩn bị đi du lịch thì tôi chắc chắn rằng bạn đã quên đóng gói một vài món đồ hữu ích rồi, ví dụ như bút sáp màu hay vỏ gối. Tôi đã sưu tầm một số lời khuyên du lịch hay nhất cho kỳ nghỉ hoàn hảo của bạn đây. Bạn nên suy nghĩ thật kỹ về thời điểm bạn đi du lịch. Trong trường hợp bạn có thể đi vào bất kỳ thời điểm nào thì đừng chọn tháng 7 nhé. Đừng nên đi du lịch vào mùa cao điểm. Thời gian này sẽ khiến chuyến đi trở nên đắt đỏ và đông nghẹt. Thời điểm tốt nhất để du lịch là mùa chuyển tiếp giữa mùa cao điểm và mùa thấp điểm. Ví dụ ở Hy Lạp thì đó là tháng 4 và tháng 5 hoặc tháng 9 và tháng 10. Thời tiết đã và có thể là đang còn đẹp nhưng có ít người hơn và chi phí cũng rẻ hơn nhiều. Khi tìm kiếm chuyến bay, bạn nên dùng trình duyệt ẩn danh. Nếu bạn tìm kiếm bằng trình duyệt thường, thì các tệp cookie đã lưu sẽ theo dõi các tìm kiếm của bạn. Và những chuyến bay rẻ hơn sẽ ít xuất hiện, vì bạn đã tìm kiếm nó trong một khoảng thời gian. Đừng để lộ bản thân, hãy luôn sử dụng chế độ ẩn danh. Còn một mẹo khác, đó là chọn quốc gia và đơn vị tiền tệ khác. Đó sẽ là quốc gia và đơn vị tiền tệ có tỷ giá hối đoái tốt hơn. Bằng cách này, bạn có thể mua vé với các loại tiền tệ khác nhau và giá vé sẽ rẻ hơn nhiều. Tiếp theo, khi mua vé, hãy tạo một tài khoản thành viên dù đó là hãng hàng không nào. Các hãng hàng không sẽ tặng dặm bay và khi tích lũy đủ, bạn có thể nhận được một chuyến bay miễn phí. Ngay cả khi bạn đi bằng nhiều hãng khác nhau thì cũng không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội này cả.
Và đúng vậy, đừng vứt vé máy bay sau chuyến đi. Hãy đợi cho đến khi dặm bay được cộng vào tài khoản thành viên. Ngoài ra, nếu bạn cần hủy vé không hoàn tiền, thì đừng hủy. Bạn chỉ cần không lên máy bay mà thôi. Trong trường hợp có vấn đề xảy ra và chuyến bay bị hủy, bạn sẽ nhận lại tiền của mình vì chẳng ai biết rằng bạn không thể bay. Về việc chọn chỗ ngồi, nếu bạn bay với ai đó, đừng chọn những chỗ cạnh nhau. Hãy chừa lại chỗ ngồi ở giữa và khả năng cao là chỗ đó sẽ không được đặt trừ khi máy bay đầy. Nếu may mắn thì bạn sẽ có 3 chỗ ngồi dành cho 2 người, nhưng trong trường hợp chỗ ngồi giữa có chủ, thì hãy thử yêu cầu họ đổi chỗ để hai bạn ngồi cạnh nhau. Hầu hết mọi người đều sẵn lòng đổi chỗ. Nếu thời gian quá cảnh tại một đất nước khác quá dài thì hãy tận dụng nó. Dừng 6 tiếng chính là một nghịch lý. Nếu chờ trong sân bay thì là quá lâu, còn ra ngoài đi chơi thì lại quá ngắn. Trong trường hợp này, bạn nên chọn một khoảng dừng dài hơn và sử dụng thời gian này để khám phá thành phố trước khi chuyến bay tiếp theo cất cánh. Nếu đặt khách sạn, hãy tham gia chương trình thành viên. Giống như vé máy bay, nó không mang đến điểm bất lợi nào và bạn vẫn sẽ được đối xử như một vị khách đặc biệt. Ngoài ra, khi check-in, hãy hỏi xem mình có thể nâng cấp phòng không. Bạn có thể nhận được một căn phòng xịn sò hơn với cùng một mức giá. Và nhớ nói cho nhân viên khách sạn biết về dịp đặc biệt của mình. Ví dụ như tuần trăng mật, ngày kỷ niệm, sinh nhật và vân vân. Có lẽ bạn sẽ nhận được một số ưu đãi tuyệt vời từ khách sạn. Dù các trang web tìm kiếm khách sạn rất tiện, nhưng khi bạn đã chọn khách sạn, hãy gọi trực tiếp cho họ để đặt phòng. Các trang web sẽ thu phí cho việc đăng tải, vì vậy mọi phương án tại đây luôn đắt hơn. Hãy gọi trực tiếp cho khách sạn để đặt phòng và bạn sẽ nhận được báo giá thấp hơn. Nhưng khách sạn không phải nơi lưu trú duy nhất. Airbnb cũng là một lựa chọn tuyệt vời và thường có thể đặt được những căn phòng sang trọng với mức giá phải chăng. Ngoài ra, nhà nghỉ cũng là một phương án khá là hay đó. Bạn có thể gặp gỡ và kết bạn với các khách du lịch từ những quốc gia khác. Và biết đâu bạn còn có thể ở lại nhà của họ nếu có dịp ghé thăm nơi ở của những người bạn này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc đóng gói. Đầu tiên, hãy lên danh sách đóng gói và lưu lại trên điện thoại. Việc nhớ ra tất cả những thứ bạn cần ngay lập tức không dễ chút nào. Vì vậy, hãy lập danh sách trong vòng vài ngày và thêm những thứ bạn cần ngay khi nhớ ra. Như vậy, bạn sẽ không quên bất kỳ món đồ quan trọng nào khi đóng gói. Để nhét thêm nhiều đồ vào vali, hãy cuộn quần áo của bạn lại. Như vậy, chúng sẽ chiếm ít không gian hơn. Cuộn tất cả các loại dầu gội và những thứ có thể đổ ra bên trong mũ tắm. Bằng cách này, nếu có chất lỏng đổ ra thì mọi thứ bên trong vẫn sẽ được bảo vệ. Ngoài ra, hãy sử dụng hòm đóng gói. Chúng giúp mọi thứ được gọn gàng và tiết kiệm rất nhiều không gian. Hãy học cách sắp xếp đồ đạc của bạn một cách hiệu quả. Hộp kẹo tích tắc có thể dùng để cất kẹp tóc đấy. Và tất cả sẽ ở chung một chỗ. Hãy sử dụng móc khóa để giữ tất cả các dây buộc tóc lại với nhau. Bạn đã bao giờ mang theo vỏ gối chưa? Hãy thử đi. Nó không chiếm nhiều diện tích, nhưng nếu cảm thấy không thoải mái khi đi du lịch, thì bạn chỉ cần nhét vài cái quần áo vào vỏ gối và tén tèn, có gối để nằm rồi này. Ngoài ra, hãy để một tờ giấy thơm bên trong vali. Như vậy, quần áo của bạn sẽ thơm ngát ngay cả trong những chuyến đi dài. Đừng quên photo hộ chiếu của bạn và cất nó trong ví để đề phòng. Và nhớ lưu một bản trên Drive nhé. Còn một món đồ cần thiết nữa đó là sạc dự phòng. Ổ cắm ở sân bay và trên máy bay không phải lúc nào cũng hoạt động. Ngoài ra, hãy mang theo một cây bút sáp. Nó sẽ rất tiện dụng nếu bạn cần ghi chú điều gì đó. Bút bi không hoạt động tốt trên máy bay vì áp suất không khí. Còn bút chì thì dễ bị gãy. Một cây bút sáp sẽ luôn ở bên bạn. Ngoài ra, kẹp quần áo là một vật nhỏ nhắn nữa có thể bạn sẽ muốn mang theo. Bạn đã đến nơi và không muốn bàn chải của mình nằm ngổn ngang trên bồn rửa mặt ư? Bạn có thể dùng cái kẹp để giữ cho bàn chải đứng thẳng. Còn một vật nhỏ xinh và hữu ích nữa, đó là kẹp bánh mì. Thứ này có rất nhiều công dụng. Bạn có thể sử dụng nó như dấu trang, gắn nó vào cuối cuộn băng dính hoặc giữ cố định các cuộn dây. Nhưng trên hết, nó cực kỳ quan trọng đối với dép lào. Phần hình chữ V thường xuyên bị tuột ra. Để tránh điều này, bạn chỉ cần kẹp nó bên dưới dép là được. Nó sẽ đóng vai trò như một cái kẹp chắn và dép của bạn sẽ bền hơn đấy. Bạn nên mặc gì?
Dĩ nhiên, sự thoải mái sẽ là ưu tiên hàng đầu. Quần thể thao và quần legging thoải mái hơn quần jean nhiều. Một chiếc áo khoác ấm áp sẽ giúp bạn không bị lạnh. Một chiếc khăn quàng cổ Torua cũng ổn đấy. Chúng thể trang và có thể biến thành một tấm khăn trải. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đang đeo tất y khoa. Món này sẽ giúp bạn không cảm thấy bị sưng phù trong suốt chuyến đi. Còn một thứ quan trọng nữa, đó là tai nghe chống ồn. Nó sẽ rất hữu ích nếu máy bay có các em bé thích la hét. Và mẹo cuối cùng đây, dán sticker dễ vỡ lên vali của bạn ngay cả khi không có gì dễ vỡ trong đó. Như vậy, nó sẽ được đối xử nhẹ nhàng và hành lý của bạn sẽ đi ra từ băng chuyền sớm hơn sau khi máy bay đáp cánh. Hầu hết mọi người sẽ ngủ hoặc lướt điện thoại khi di chuyển. Nhưng một số phượt thủ thậm chí còn chơi các trò board game nữa đấy. Nhưng nếu bạn cần lắc xúc xắc, thì vấn đề đó là nếu bạn lắc không cẩn thận, thì nó có thể bị mất hoặc lạc dưới gầm ghế, và điều này thật bất tiện. Bạn nên giữ con xúc xắc trong một chiếc hũ nhựa nhỏ trong suốt, sau đó lắc hũ và xem bạn được số mấy. Để tìm những nơi thú vị, hãy lên các trang mạng xã hội, kiểm tra hình ảnh và video mà mọi người đăng từ vị trí của mình và đến những nơi mà bạn thấy thích. Nạn móc túi đúng là một vấn đề nhức đầu, nhưng có một mẹo đây. Bạn chỉ cần làm cho những món đồ quý giá bất hấp dẫn đi trong mắt họ. Bạn có một chiếc máy ảnh đắt tiền sao? Hãy dán một ít băng dính lên đó và những kẻ móc túi sẽ nghĩ rằng nó bị hỏng. Làm tương tự với điện thoại và laptop cũng như bất cứ thứ gì khác mà bạn không muốn bị đánh cắp. Chuyến đi đã kết thúc nhưng bạn vẫn còn một đống tiền xu ngoại tệ chẳng để làm gì ư? Tiền xu và tiền giấy là những món đồ kỷ niệm tuyệt vời, nhưng nhiều quá thì thật là rắc rối. Để tránh điều này, hãy đem những đồng xu còn lại đi quyên góp trước khi bạn rời khỏi quốc gia đó. Đây là một việc làm tuyệt vời và nó cũng giúp túi của bạn nhẹ nhàng hơn khi về nhà đấy. Các chữ cái SSSS trên thẻ lên máy bay có phải là lý do khiến bạn lo lắng? Điều gì nguy hiểm hơn nhiều so với nhiễu động? Bạn có thực sự cần phải là người lên máy bay đầu tiên? Bạn sẽ biết ngay thôi. Có thể bạn cũng nhận thấy hầu hết máy bay đều có ghế màu xanh lam. Không có gì bí ẩn ở đây cả. Các hãng hàng không chọn màu này vì nó có tác dụng làm dịu. Màu xanh được cho là giúp làm hành khách cảm thấy thoải mái và ngay cả những ai hay lo lắng nhất cũng được thư giãn. Nhưng còn có một lý do khác thiết thực hơn. Các vết bẩn, vết xước sẽ khó nhìn thấy hơn trên nền vải màu xanh đậm. Đừng bao giờ vứt thẻ lên máy bay của bạn ở nơi công cộng nhé. Nó chứa rất nhiều thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên và mã số khách hàng thường xuyên. Nó có thể cho phép người khác kiểm tra việc bạn đặt chỗ trong tương lai, thay đổi chỗ ngồi hoặc thậm chí là hủy chuyến bay của bạn. Vì vậy, cách tốt nhất để xử lý thẻ lên máy bay của chuyến bay mà bạn đã đáp là mang về nhà và cho vào máy hủy giấy. Nhưng tiện, nếu bạn thấy các chữ cái SSSS hoặc hoa thị S hoa thị trên thẻ lên máy bay của mình, hãy sẵn sàng cho việc kiểm tra an ninh bổ sung nhé. Thay vì những chữ cái này, đó có thể là hình bàn cờ. Dù sao thì nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này thì hành lý xách tay của bạn có thể cũng sẽ phải được kiểm tra kỹ. Tại sao họ lại chọn bạn để kiểm tra thêm? Một trong số các tiêu chí là việc đặt chỗ một chiều hoặc mua vé bằng tiền mặt. Trong một số trường hợp, việc lựa chọn là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhìn kìa, cổng của bạn đã mở và đã bắt đầu lên máy bay. Chờ chút, bạn chạy đi đâu vậy? Không cần phải vội đâu. Mẹo mà những người đi du lịch khắp thế giới áp dụng là luôn lên máy bay cuối cùng. Thứ nhất, bạn không phải mất thời gian đứng xếp hàng. Thứ hai, có ít người ở đường hầm lên máy bay và lối đi hơn, và thời gian bạn ở trên máy bay sẽ ít hơn. Dù sao thì cũng không có ai lấy chỗ của bạn mà. Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Nếu bạn có hành lý xách tay cồng kềnh thì không lên máy bay cuối cùng cũng sẽ hợp lý hơn. Nếu không, khả năng cao là tất cả các ngăn chứa trên đầu bạn sẽ hết chỗ khi bạn đến được ghế ngồi của mình. Và sau đó, túi xách của bạn có thể sẽ phải nằm ở chỗ khác trên máy bay và bạn sẽ phải đợi cho đến khi hành khách xuống hết mới lấy được hành lý của mình. Dạ, trước khi cất và hạ cánh, các tiếp viên thường bật một công tắc nhỏ trên cửa phòng tắm. Việc này ngăn không cho cửa mở ra khi không được phép. Tương tự,
tiếp viên hàng không có thể dễ dàng mở cửa khi có người bên trong. Hãy nhìn xem, họ chỉ cần nhấc biển báo nhà vệ sinh lên và đẩy núm tròn sang vị trí mở khóa. Phi công không lo lắng về sự nhiễu động, lý do là vì họ biết có một thứ nguy hiểm hơn bất kỳ sự rung lắc nào, đó chính là dòng khí đi lên. Trong hầu hết các trường hợp, nhiễu động chỉ khiến bạn rơi xuống vài chục cm. Mặc dù có thể bạn sẽ cảm giác như mình rơi từ nóc tòa nhà Empire State vậy. Nếu nhiễu động đủ mạnh để phi công yêu cầu tiếp viên ngồi xuống, thì máy bay có thể rơi từ 3 đến 6 mét. Tệ nhất là nhiễu động wide nook. Nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, dòng khí đi lên là một khối không khí lớn, một phần của cơn bão hoặc hiện tượng thời tiết khác di chuyển lên trên. Các phi công không nhìn thấy dòng khí này trên radar vào ban đêm. Và khi máy bay gặp phải hiện tượng này, bạn sẽ có cảm giác như máy bay bật nảy với tốc độ 800 km/h. Dòng khí đi lên cũng cực kỳ không tốt vì nó có thể đẩy máy bay lên độ cao nguy hiểm. Máy bay hiện đại có một hệ thống đặc biệt có thể phát hiện máy bay khác, các ngọn núi và vật thể rắn trên đường bay. Khi cách máy bay khác khoảng 16 km, một giọng nói sẽ vang lên, chướng ngại, chướng ngại. Khi khoảng cách là 8 km, cũng giọng nói đó phát ra để chỉ đường cho phi công. Máy bay có thể bay an toàn chỉ với một động cơ, ngay cả lúc cất và hạ cánh. Cả hai động cơ bị hỏng cùng lúc thì gần như chưa hề nghe nói đến. Nhưng ngay cả như vậy, máy bay cũng không rơi từ trên trời xuống như một tảng đá đâu. Phi công vẫn có ít nhất 20 phút để tìm nơi hạ cánh thích hợp. Cabin điều áp ảnh hưởng lớn đến vị giác của bạn. Bạn mất tới 30% khả năng nếm đồ ngọt và mặn. Nói cách khác, không phải thức ăn trên máy bay không ngon, chỉ là bạn không cảm nhận được hương vị của nó thôi. Đó cũng là lý do chính khiến các công ty cung cấp suất ăn hàng không cho nhiều muối và gia vị vào các món ăn mà họ nấu. Nhưng bạn biết điều gì có thể giúp bạn không? Tai nghe chống ồn đấy. Vì một lý do bí ẩn nào đó, có lẽ đã có lời giải thích khoa học. Việc ngăn mọi tiếng ồn xung quanh có thể giúp ích cho vị giác của bạn. Mỗi tiếng ding mà bạn nghe thấy trong chuyến bay đều có ý nghĩa riêng. Ở hầu hết các hãng hàng không, tiếng boom ngay sau khi máy bay cất cánh cho biết thiết bị hạ cánh đang thu lại. 3 tiếng ding liên tiếp nghĩa là tình huống khẩn cấp hơn. Tiếng chuông trầm bổng thông báo cho phi hành đoàn rằng đồng nghiệp cần họ ở một chỗ nào đó trên máy bay. 3 tiếng chuông trầm có nghĩa là có nhiễu động nghiêm trọng ở phía trước. Phi hành đoàn phải cất xe đẩy thức ăn, ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn. Nếu bạn là một hành khách hay lo lắng, hãy chọn chỗ ngồi ở giữa cabin. Sự nhiễu động chủ yếu ảnh hưởng đến phần trước và sau cabin. Phần giữa nằm trên hai cánh nên sẽ không bị rung lắc nhiều. Cơ trưởng và cơ phó ăn các món ăn khác nhau. Lý do cho sự cẩn trọng này rất đơn giản. Hãy tưởng tượng cả hai phi công ăn cùng một món và bị ngộ độc thực phẩm xem. Trong trường hợp này, cả hai sẽ không thể điều khiển máy bay. Nếu họ vẫn muốn ăn cùng một món và không đồng ý ăn món khác, vẫn có một cách an toàn. Hai phi công không ăn cùng một lúc. Nếu một phi công ăn món này mà vẫn cảm thấy ổn sau đó vài tiếng, thì phi công kia cũng có thể ăn món đó. Bạn sẽ nói gì khi được hỏi về nơi bẩn nhất trên máy bay? Ồ không, đó không phải là bệ toilet đâu. Chỗ này thậm chí còn không phải ở trong toilet. Các tiếp viên hàng không cảnh báo rằng bạn nên đặc biệt cẩn thận với tựa đầu, túi ghế, bàn ăn và dây an toàn. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng 1/3 số dây an toàn có chứa men và nấm mốc. Hầu hết các bàn ăn đều đầy vi khuẩn. Túi ghế cũng vô cùng bẩn, nhưng tựa đầu mới là thứ bẩn nhất. Trong hầu hết các trường hợp, các tiếp viên không có đủ thời gian để thay hoặc khử trùng chúng giữa các chuyến bay. Nếu cơ trưởng của bạn thông báo rằng họ đang hoàn thành một số thủ tục giấy tờ, thì có nghĩa là họ đang bận sửa đổi hành trình chuyến bay hoặc chờ nhân viên mặt đất chuẩn bị nhật ký chuyến bay. Đó là một cuốn nhật ký có ghi chép chính thức về hành trình. Một số máy bay, nhất là những máy bay bay đường dài, có những phòng ngủ bí mật dành cho phi hành đoàn chợp mắt. Những phòng ngủ này được gọi là khoang nghỉ ngơi của phi hành đoàn. Nó nằm ở phía sau đuôi máy bay hoặc phía sau buồng lái.
Những khoang như vậy có thể chứa tới 10 chiếc giường thoải mái, nơi các tiếp viên hàng không có thể nghỉ ngơi. Cửa sổ máy bay được làm từ kính plexiglass siêu bền, có thể dễ dàng chịu được tốc độ cao. Và các ô cửa sổ được tạo hình một cách đặc biệt để áp suất cao hơn bên trong cabin sẽ đẩy chúng vào thân máy bay. Nói cách khác, ô cửa sổ máy bay rất khó bị vỡ. Ngày xưa, các ô cửa sổ máy bay thường có hình vuông, nhưng kiểu này sẽ tạo ra áp lực cao ở các góc của ô cửa sổ, khiến chúng trở thành những điểm rất yếu. Có nghĩa là mỗi ô cửa sổ hình vuông sẽ có 4 điểm yếu. Điều này khiến chúng có khả năng bị nứt dưới áp lực rất lớn khi máy bay ở trên cao. May mắn thay, ô cửa sổ máy bay dạng cong đã giải quyết dứt điểm được vấn đề này. Hình dạng như vậy sẽ phân phối áp lực và giảm khả năng xuất hiện các vết nứt cũng như hư hỏng khác. Máy bay thường xuyên bị sét đánh, ít nhất một lần một năm hoặc một lần cho mỗi 1.000 giờ bay. Ngày nay, việc này cực kỳ an toàn. Điện tích chỉ đơn giản là chạy qua vỏ nhôm của máy bay. Nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho máy bay cả. Nhưng bạn có biết rằng máy bay không chỉ bị sét đánh mà còn có thể tạo ra tia sét không? Khi máy bay di chuyển qua một đám mây, ma sát giữa thân máy bay và không khí tạo ra tĩnh điện. Do đó, đôi khi việc này có thể tạo ra sét. Chào mừng bạn lên chuyến bay từ London đến Miami của chúng tôi. Chúng ta sẽ mất 4 giờ 30 phút. Thời tiết ở Miami. Chờ đã, có phải phi công vừa nói là 4 tiếng rưỡi không? Nghe có vẻ như một giấc mơ, nhưng rất có thể nó sẽ trở thành hiện thực sau chưa đầy 10 năm nữa. Boom Supersonic, một nhà sản xuất máy bay, đang nghiên cứu một máy bay phản lực siêu thanh chở khách có tên Overture. Có thể chở 65 đến 80 người với tốc độ gấp đôi tốc độ của máy bay thương mại hiện nay. Một trong những hãng hàng không lớn của Mỹ quan tâm đến việc mua khoảng 40 máy bay này. Chiếc máy bay trị giá 200 triệu đô la gần đây đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trong hầm gió. Nếu mọi việc suôn sẻ, nguyên mẫu Overture hoàn thiện đầu tiên sẽ xuất xưởng vào năm 2025 và sẽ di chuyển với tốc độ gần gấp đôi tốc độ âm thanh. Máy bay sẽ có thể thể hiện tốc độ tối đa trên biển, vì vậy nó sẽ rất lý tưởng cho các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. Và sau đó, đi từ New York đến Paris sẽ mất không quá 4 giờ. Nhưng trước tiên, nó sẽ phải có được tất cả các loại giấy phép chính thức để thực hiện điều đó. Một số người hoài nghi về ý tưởng siêu máy bay chở khách khi họ nhớ đến câu chuyện về Concorde. Chiếc máy bay cao cấp đó đã chở hành khách từ London đến New York trong khoảng 3 giờ đồng hồ và phục vụ các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương khác. Vé có giá khủng là 10.000 đô la mỗi ghế và hành khách được vào phòng chờ siêu độc quyền với tôm hùm và thịt bò Angus cho bữa trưa. Concorde thực hiện chuyến bay thương mại cuối cùng vào năm 2003. Nó tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Thêm vào đó, có rất nhiều lời phàn nàn từ những người sống gần sân bay về tiếng ồn mà nó tạo ra. Overture được cho là tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhẹ hơn và có phần mềm tốt hơn để mang tiếng khí động học hơn. Tuy nhiên, tiếng ồn vẫn có thể là một vấn đề vì máy bay siêu thanh cần động cơ khí động học khá ồn. Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi trong tương lai vì máy bay đã đi được một chặng đường dài kể từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1903. Khi đó, anh em nhà Wright bắt đầu thời đại trên không với chuyến bay dài 12 giây di chuyển 36 mét ở Bắc Carolina. Tốc độ tối đa vào thời điểm đó là khoảng 30 dặm một giờ, nhưng nó vẫn có vẻ khá ấn tượng. Dịch vụ hàng không chở khách đầu tiên trên thế giới cất cánh chỉ 11 năm sau đó. Chuyến bay từ St. Petersburg, Florida tới Tampa kéo dài 23 phút. Việc đi quãng đường này bằng ô tô mất khoảng 20 giờ, vì vậy đó là một cách tiết kiệm thời gian tuyệt vời. Vé có giá 5 đô la và được bán hết trước 16 tuần. Nhưng hãng hàng không này đã ngừng hoạt động sau 4 tháng. Thời đại mới trong ngành hàng không bắt đầu vào những năm 1950 khi họ giới thiệu động cơ phản lực cánh quạt. Điều đó trở nên khả thi khi họ bắt đầu sử dụng vật liệu chịu nhiệt độ và hệ thống làm mát không khí phức tạp. Máy bay cũng trở nên nhẹ hơn vì chúng được làm bằng vật liệu composite. Đôi cánh cũng đã được cải thiện qua nhiều năm. Cánh máy bay, đó là bộ phận giúp không khí di chuyển phía trên cánh nhanh hơn phía dưới cánh, đã trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự.
Nhờ đó, máy bay giữ được tốc độ thấp trong quá trình cất cánh, đồng nghĩa với việc chúng di chuyển êm ái và đốt ít nhiên liệu hơn. Máy bay nhanh nhất thế giới cho đến nay là North American X-15. Nó chạy bằng tên lửa và được làm bằng nhôm và titan. Một cái đuôi hình nêm khổng lồ đã giúp nó giữ ổn định ở tốc độ siêu nhanh đó. Chiếc máy bay tên lửa đã lập kỷ lục về độ cao của thế giới, đạt độ cao 100 km. Ồ, và để làm mọi thứ ấn tượng hơn nữa thì điều này đã xảy ra vào năm 1967. Vì vậy, nếu hồi đó điều đó là có thể thì tại sao tất cả chúng ta không lái máy bay tên lửa hoặc ít nhất là siêu âm, đặc biệt là trên các chuyến bay đường dài? Về tốc độ, máy bay chở khách vẫn tương tự như 50 năm trước, chủ yếu là do việc tăng tốc các chuyến bay cũng sẽ khiến chúng đắt hơn rất nhiều. Bay nhanh hơn có nghĩa là đốt nhiều nhiên liệu hơn. Thêm vào đó, động cơ siêu thanh rất tốn kém để sản xuất và bảo trì. Một lý do khác là do các lực tự nhiên. Gió ảnh hưởng đến tốc độ của máy bay và không có công nghệ nào có thể kiểm soát được gió. Một cơn gió ngược mạnh có thể giúp nó di chuyển về phía trước với tốc độ cao hơn, và một cơn gió ngược có thể làm máy bay chậm lại. Máy bay chủ yếu bay ở độ cao lên đến 10 dặm. Ở trên đó, không khí loãng hơn, nghĩa là có ít lực cản hơn, và máy bay có thể bay nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, nhiệt độ thấp hơn làm cho động cơ phản lực hoạt động hiệu quả hơn. Một lợi ích khác của việc bay qua phần này của bầu khí quyển, đó là nó ít hỗn loạn nên các chuyến bay diễn ra suôn sẻ hơn. Máy bay tư nhân không thể bay cao như vậy. Chúng nhỏ hơn và động cơ của chúng không đủ mạnh để đạt được độ cao kể trên. Vì vậy, chúng sẽ di chuyển ở độ cao khoảng 4.572m. Bạn có bao giờ để ý đến những vệt trắng mà máy bay để lại không? Tên chính thức của chúng là contrail, và chúng giống như những đám mây nhân tạo mà máy bay để lại. Khi máy bay đạt đến độ cao hành trình, nhiệt độ xuống khá thấp, khoảng âm 55 độ C và nước biến thành những hạt băng. Độ ẩm càng cao thì những vệt đó càng lớn và bạn vẫn có thể nhìn thấy chúng rất lâu sau khi máy bay biến mất. Vì vậy, những vệt khói dày và dài có thể là dấu hiệu của một cơn bão sắp tới. Đôi khi các vệt tương phản thậm chí có thể có nhiều màu sắc. Những giọt nước hình thành trong khí quyển có thể đóng băng ở các kích cỡ khác nhau. Chúng đều phản chiếu ánh sáng mặt trời ở các bước sóng khác nhau, gây ra hiệu ứng cầu vồng. Khi tất cả các màu trộn lẫn, nó sẽ xuất hiện màu trắng, màu contrail phổ biến nhất. Máy bay không cất cánh theo chiều gió mà thực chất là ngược chiều gió. Nó giống như một con diều. Để làm cho nó bay, bạn phải phóng nó ngược chiều gió và nó bay đi. Đó là bởi vì có 4 lực bay: lực nâng, trọng lượng, lực đẩy và lực kéo. Lực nâng được tạo ra vì tốc độ của không khí phía trên diều cao hơn phía dưới nó. Con diều được đẩy lên trên. Đây là lực nâng. Vượt qua một cơn bão là một trải nghiệm khá đáng sợ. Nhưng liệu nó có thực sự nguy hiểm như bạn tưởng? Trên thực tế, những thời điểm quan trọng nhất trong thời tiết nhiều gió là cất cánh và hạ cánh. Các nhà sản xuất máy bay kiểm tra máy bay của họ và chỉ định giới hạn tốc độ mà phi công nên di chuyển trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Tại một số sân bay, gió khá khắc nghiệt nên việc hạ cánh có thể gặp nhiều khó khăn. Người ta cần một phi công chuyên nghiệp để hạ cánh khi gió thổi vào đường băng. Đôi khi gió bất ngờ thay đổi tốc độ và hướng của nó. Phi công thực sự phải biết họ đang làm gì để hạ cánh khi hướng gió thay đổi. Nếu không, nguy cơ chạy quá đường băng là có thật. Nhiệt độ cực cao là một điều kiện thời tiết khác có thể khiến máy bay ngừng bay. Máy bay bay bằng cách tạo ra lực nâng bằng đôi cánh của chúng. Không khí bên dưới cánh đưa máy bay bay lên. Ở nhiệt độ cực cao, máy bay không thể tạo ra lực nâng lớn như vậy. Đó là vì không khí nóng giãn nở và trở nên loãng hơn không khí lạnh. Với lực nâng ít hơn, máy bay có thể khó cất cánh và bay. Các thiết bị điện tử khó có thể phản ứng tốt với nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao, và hệ thống điều hòa không khí có thể bị hỏng. Máy bay phản lực nhỏ hơn không thể hoạt động ở nhiệt độ trên 48 độ C. Máy bay Airbus và Boeing lớn hơn hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ dưới 52 độ C. Những tiếng chuông bí ẩn mà bạn nghe thấy trong chuyến bay là một loại ngôn ngữ bí mật mà phi hành đoàn sử dụng để liên lạc với nhau. Tiếng chuông bạn nghe thấy ngay sau khi cất cánh sẽ thông báo cho phi hành đoàn rằng thiết bị hạ cánh đang được thu lại. Một tiếng chuông trong suốt chuyến bay là dấu hiệu cho thấy một trong các hành khách cần sự hỗ trợ của phi hành đoàn.
Khi đang phục vụ bữa ăn và hết thức ăn hoặc đồ uống, họ có thể yêu cầu đồng nghiệp chia sẻ bằng cách sử dụng tổ hợp chuông cao và thấp. Ba âm trầm có nghĩa là nhiễu loạn nghiêm trọng đang đến gần. Vì vậy, phi hành đoàn cần thắt dây an toàn. Bạn đã bao giờ nhận thấy đèn nhấp nháy trong cabin trước khi cất cánh chưa? Bạn không có gì phải lo lắng. Nó xảy ra khi phi công ngắt kết nối máy bay khỏi nguồn điện của sân bay và chuyển sang nguồn điện trên máy bay. Sự chuyển đổi nhanh chóng này có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy. Dãy Himalaya có một số đỉnh cao nhất thế giới, bao gồm đỉnh núi Everest. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi máy bay gặp khó khăn khi xác định phương hướng trong khu vực này. Nhưng tại sao máy bay thương mại lại bị cấm bay ở đó? Để bắt đầu, những ngọn núi này có độ cao trung bình hơn 6.100m. Everest, ngọn núi cao nhất thế giới, cao 8.850m so với mực nước biển. Ở đây núi non chập trùng, phủ đầy tuyết và hầu như không có bề mặt phẳng. Trong trường hợp khoang máy bay bị giảm áp đột ngột, việc hạ cánh khẩn cấp sẽ rất khó thực hiện vì ở đó không hề có vùng bằng phẳng. Hơn nữa, môi trường oxy thấp ở độ cao như vậy đồng nghĩa với việc có nhiều nhiễu loạn trong không khí. Điều này không chỉ gây khó chịu cho hành khách mà các chuyển động ngẫu nhiên của không khí cùng vận tốc cao của gió còn gây ra trở ngại rất lớn cho việc lái máy bay. Vùng này cũng có ít dân cư sinh sống, do đó hệ thống radar không phổ biến. Và radar rất quan trọng trong an toàn hàng không. Không có radar, phi công sẽ không thể liên lạc với mặt đất để hiểu được điều kiện bay. Ở phía trên những đỉnh núi chót vót, không khí lạnh đến mức làm nhiên liệu bị đóng băng hoàn toàn. Chắc chắn, nhiên liệu được sử dụng trong máy bay thường chỉ đóng băng ở mức âm 45 độ C. Nhưng điều đó là có thể ở phía trên Everest. Người ta đã ghi nhận được mức nhiệt độ thấp nhất ở đó vào tháng 12 năm 2004. Khi ấy, nhiệt kế hiển thị âm 42 độ C. Vì vậy, cũng chẳng lạ khi các phi công không muốn mạo hiểm, đặc biệt là trên chuyến bay thương mại. Trong số ít sân bay tọa lạc trên dãy Himalaya, có một sân bay được coi là nơi khó hạ cánh nhất trên thế giới. Trên toàn cầu, chỉ có 8 phi công có chứng chỉ hạ cánh ở sân bay này. Đó là sân bay quốc tế Paro, nằm ở Bhutan, một quốc gia không giáp biển ở đông Himalaya. Trước hết, việc hạ cánh ở đó rất nguy hiểm vì bạn thực sự đang bay qua một vài đỉnh núi cao nhất thế giới. Chưa kể, 8 phi công đó còn phải cân nhắc yếu tố gió mạnh. Bất chấp mọi thách thức, họ vẫn hạ cánh an toàn và đưa hơn 30.000 người đến đó mỗi năm. Tiếp theo, ở đó không có radar để hướng dẫn các phi công. Vì vậy, họ cần lái máy bay hoàn toàn ở chế độ thủ công. Phi công cần theo dõi chuyển động của máy bay dựa trên các điểm mốc kiểm tra trực quan cụ thể khi họ đến gần đường băng. Hơn nữa, các chuyến bay chỉ được phép đến đó vào ban ngày và trong điều kiện tầm nhìn tốt. Phi công cũng cần chú ý đến các cột điện và mái nhà trên sườn đồi. Điều này có nghĩa là họ thường phải luồn lách máy bay của mình ở giữa các đỉnh núi, ở góc 45 độ trước khi hạ cánh nhanh xuống đường băng. Không có gì ngạc nhiên khi chỉ có hai hãng hàng không có các chuyến bay đến sân bay quốc tế Paro. Ngoài những phi công thương mại này, còn có phi công cứu hộ trực thăng được đào tạo chuyên biệt. Phần lớn sự nghiệp của họ là ở độ cao 6.100m trên bầu trời. Trong hầu hết các chuyến bay, họ phối hợp với những người leo núi có kinh nghiệm tương đương. Đó là những người đã được đào tạo vượt thác băng Khumbu. Nơi đây được mệnh danh là địa điểm nguy hiểm nhất hành tinh, được tạo thành từ những cột băng cao như tòa nhà 6 tầng. Đoạn sông băng khổng lồ ở phía tây của Everest này chứa nhiều hố băng không đáy. Người ta mất từ 4 đến 12 tiếng để đi từ mép bên này sang mép bên kia của thác băng, tùy thuộc vào kinh nghiệm của người leo núi. Có lẽ bạn cảm thấy nơi đây thật yên bình vì xung quanh toàn là băng và tuyết. Nhưng các chuyên gia địa phương lại có ý kiến ngược lại. Một người từng leo Everest nói rằng tiếng ồn là yếu tố tồi tệ nhất trong hành trình. Ngọn núi phát ra những âm thanh gót két thảm thiết và đôi khi là tiếng thở dài. Âm thanh khiến mọi người cảm giác như nó đang nói chuyện với họ, cảnh báo họ về môi trường cực kỳ nguy hiểm. Núi Everest không phải là vùng cấm bay duy nhất trên thế giới. Đáng ngạc nhiên là các công viên Disney cũng thuộc danh sách cấm này. Vì vậy, bạn sẽ không có cơ hội nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay và ngắm nhìn vẻ đẹp của những lâu đài cổ tích. Trong những năm gần đây, nhiều điểm du lịch đông đúc, bao gồm công viên Disney, đã tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Do đó, máy bay không được phép hoạt động trong phạm vi 914m tính từ Disneyland ở California
hoặc Walt Disney World ở Florida. Ban đầu đây chỉ là lệnh cấm tạm thời, nhưng quy định này đã chính thức có hiệu lực lâu dài vào năm 2003. Một số nơi khác không cho phép máy bay đi qua vì tầm quan trọng lịch sử của chúng, chẳng hạn như thành phố cổ Machu Picchu nằm trên dãy núi Andes của Peru. Ngoài ra, còn có nhiều loài động vật hoang dã và thực vật quý hiếm chỉ mọc ở vùng này. Việc bảo vệ chúng ở mức độ cao là hết sức quan trọng. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc máy bay không bay qua khu vực này? Thứ nhất, điều này giúp làm giảm lượng hóa chất độc hại trong vùng. Thứ hai, nếu một chiếc máy bay cần hạ cánh khẩn cấp ở vị trí này, nó sẽ gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho các tòa nhà và động vật hoang dã. Điều đáng ngạc nhiên là máy bay có thể bay qua đền Parthenon ở Athens, Hy Lạp, nhưng với một điều kiện, không được bay xuống thấp hơn 1.500m. Bằng cách này, ngôi đền mang tính lịch sử được bảo vệ tốt hơn khỏi các cuộc hạ cánh khẩn cấp vì xung quanh nó đã có các vùng được chỉ định riêng. Bạn cũng sẽ không có cơ hội được ngắm đền Taj Mahal từ trên cao vì đây là một trong những kiến trúc quan trọng, lâu đời và đẹp nhất trên thế giới nên nó cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngôi đền được xây dựng vào những năm 1600. UNESCO đã công nhận đây là di sản thế giới vào năm 1983. Chính quyền Ấn Độ đã thiết lập vùng cấm bay phía trên ngôi đền vào năm 2006. Quy định này bảo vệ không chỉ cho chính ngôi đền mà còn cho lượng khách du lịch đến đây mỗi năm, 7 đến 8 triệu người. Cung điện Buckingham nổi tiếng là nơi ở của quốc vương Anh. Vì vậy, để đảm bảo an ninh cho nữ hoàng, một vùng cấm bay cũng đã được thiết lập ở đây. Máy bay không được phép bay qua lâu đài Windsor cũng để bảo vệ hoàng gia. Các tòa nhà quan trọng khác của Anh có vùng cấm bay bao gồm số 10 phố Downing, dinh thự và văn phòng chính thức của Thủ tướng Anh và tòa nhà nghị viện. Dinh thự của Tổng thống George Washington ở Mount Vernon, Virginia chỉ cho phép máy bay di chuyển ở độ cao hơn 460m phía trên. Dinh thự bằng gỗ mang tính lịch sử này được xây dựng riêng cho Tổng thống George Washington từ năm 1758 đến năm 1778. Tiếc là tòa nhà đã bị hư hại rất nhiều trong những năm qua. Vì vậy, với nỗ lực bảo tồn nó tốt hơn, các nhà chức trách đã ra lệnh cấm sự rung động do máy bay tạo ra. Chính vì vậy, một vùng cấm bay khác cũng đã được lập ở đó. Nó bao phủ vùng trời phía trên địa danh lịch sử quốc gia này. Có lẽ vì thế mà bạn sẽ hiếm khi nhìn thấy hình ảnh của dinh thự này từ trên cao. Vì đây là nơi ở của Tổng thống Mỹ, máy bay cũng không được phép bay qua Washington DC, Quốc hội và các tổ chức khác cũng được đặt tại đây. Vì vậy, các nhà chức trách đã thiết lập một khu vực quy định bay đặc biệt trải dài 48 km xung quanh sân bay quốc tế Ronald Reagan. Như vậy, đây là một trong những sân bay có lịch trình cất cánh và hạ cánh chính xác nhất. Các phi công phải cẩn thận né vùng cấm bay, đôi khi khiến quá trình cất cánh không được thoải mái cho hành khách. Nếu phi công đi nhầm vào vùng cấm bay thì vấn đề lớn đã xảy ra, giống như chuyện xảy ra vào năm 2005. Khi ấy, một phi công đã vô tình lái máy bay vào vùng cấm. Mọi người trong điện Capitol phải sơ tán ngay lập tức và các hoạt động bình thường của họ bị gián đoạn. Các thủ đô khác trên thế giới cũng có những yêu cầu tương tự, chẳng hạn như Budapest. Tại thủ đô của Hungary, máy bay không được phép bay qua nội thành cổ kính Pest và đồi Buda. Hầu như toàn bộ giao thông đường hàng không cũng bị cấm ở phía trên Paris, nhưng cũng có ngoại lệ. Máy bay không được bay thấp hơn 2.000m. Máy bay trực thăng cũng không được phép hoạt động trong vùng cấm của thành phố. Chỉ một số trực thăng nhất định thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mới được đặc biệt ủy quyền bay. Nói chung, máy bay chở khách cũng không được phép đến gần đảo Manhattan. Một phần là do các tòa nhà ở đó rất cao, dẫn đến nguy cơ va chạm cũng cao. Nhưng chủ yếu là do cả ba sân bay chính của New York, sân bay quốc tế John F. Kennedy, sân bay quốc tế Newark Liberty và sân bay LaGuardia đều rất gần nhau. Vì vậy, giao thông đường hàng không trong khu vực này phải được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các máy bay không gặp nhau. Sân bay là nơi được ghé đến nhiều nhất và cũng là nơi bí ẩn nhất trên thế giới. Cùng khám phá xem điều gì đang diễn ra sau hậu trường và những bí mật mà sân bay che giấu nhé. Một số sân bay có các nhân viên đặc biệt được gọi là người phân tích hành vi. Họ đảm nhận nhiệm vụ thực hiện spot hay chương trình kỹ thuật quan sát hành khách. Họ phân tích cử chỉ, biểu hiện và hành vi của bạn để phát hiện những người đáng ngờ. Việc họ phải làm chính là xác định các dấu hiệu của sự lo lắng,
những người liếm môi, bị ngứa ngáy hoặc hay láo liên nhìn xung quanh. Nếu một nhà phân tích hành vi phát hiện ai đó đang hành xử không bình thường, thì họ có thể mời người này đi kiểm tra. Tiếp theo, họ sẽ nói chuyện với người đó, cố gắng tìm hiểu thêm về hành khách này và xác nhận hoặc bác bỏ nghi ngờ của họ. Các nhân viên sân bay cũng có thể theo dõi bạn từ cửa kiểm tra an ninh đến cổng lên máy bay. Một số sân bay có máy quét nhận diện khuôn mặt. Cái máy này có thể dễ dàng theo dõi bạn. Chúng được trang bị phần mềm đặc biệt để so sánh khuôn mặt của hành khách với giấy tờ tùy thân của họ. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không sạc laptop trước khi bay, thì nó có thể bị tịch thu. Nhân viên an ninh có thể yêu cầu bạn mở nguồn của thiết bị. Nếu bạn không làm được thì thiết bị của bạn có thể sẽ bị lấy đi để kiểm tra thêm. Vì lý do an toàn, thiết bị cần được đảm bảo rằng nó không bị can thiệp hoặc chỉnh sửa để gây rối chuyến bay. Bạn có thể gặp rắc rối nếu để bàn chải điện trong hành lý ký gửi. Bàn chải của một số thương hiệu có chứa pin lithium và thứ này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng trên không. Đó là lý do tại sao bạn không nên để bàn chải điện trong vali ký gửi. Nhưng bạn được phép cất chúng trong túi sách mang theo. Tuy nhiên, nếu thiết bị của bạn chạy bằng pin AA, bạn có thể để chúng ở bất cứ đâu. Ai đã từng di chuyển bằng máy bay hẳn cũng biết về quy định không chất lỏng nhỉ. Nhưng không nhiều người biết rằng, quy định này cũng áp dụng với đậu phộng bơ, kem đánh răng, kem dưỡng da, các món trang điểm dạng lỏng, đèn nham thạch, quả cầu tuyết, một số loại thuốc, chất khử mùi và thậm chí là miếng đệm dày bằng gel. Giờ hãy ra ngoài và quan sát điểm hạ cánh nhé. Các hãng hàng không phải trả một khoản phí lớn để đáp xuống đường băng theo một thời gian biểu cụ thể. Nhưng điều thú vị nhất đó là những điểm hạ cánh này có thể được mua và bán. Ví dụ, vào năm 2016, Oman Air đã trả cho Air France khoảng 75 triệu đô la Mỹ để sở hữu một điểm đáp vào sáng sớm tại sân bay Heathrow ở London. Chắc bạn cũng đã nhận thấy giá vé máy bay đã tăng lên trong thập kỷ qua. Lý do là vì giá của điểm đáp rất đắt đỏ. Người điều phối không chỉ kiểm soát máy bay trên không trung như bạn thường thấy trong phim. Họ còn chịu trách nhiệm cho việc điều khiển các hoạt động trên mặt đất. Họ cũng kiểm soát ánh sáng trên đường băng. Có 3 kiểu nhân viên điều phối không lưu: nhân viên cho khu vực ngoài sân bay, nhân viên tại tháp không lưu, nhân viên tại nhà ga. Mỗi điều phối viên chịu trách nhiệm cho một khu vực. Một người điều phối có khoảng 5 màn hình và thông tin trên đó liên tục thay đổi vì các màn hình sẽ hiển thị điều kiện thời tiết và thông tin về các máy bay khác. Chắc bạn cũng đã quen với việc thỉnh thoảng mình sẽ mang theo thứ gì đó bị cấm đến cổng an ninh. Nhưng đừng lo lắng, bạn vẫn có cơ hội để giữ được con dao yêu thích của mình. Một số sân bay có dịch vụ bưu điện tại chỗ và bạn có thể gửi đồ của mình đến bất kỳ địa chỉ nào. Tuy nhiên, phí gửi hàng cũng khá cao. Ngoài ra, một số vật phẩm bị cấm và bưu điện sẽ không giao những vật phẩm đó. Các sân bay có thể đang bán lại hành lý bị mất của bạn. Thực ra vẫn còn cơ hội lấy lại chiếc vali bị gửi sai địa điểm, nhưng cũng có thể bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Trong trường hợp này, sân bay có quyền bán những thứ bạn bị mất trong một phiên đấu giá. Hàng năm, nhiều sân bay sẽ tổ chức những đợt bán vali thất lạc. Sau khi thanh toán phí đăng ký, bạn có thể đấu giá thiết bị điện tử, quần áo, túi và các vật dụng khác. Bạn có thể ngồi cùng chuyến bay với người nổi tiếng, nhưng bạn sẽ không biết điều đó đâu. Các sân bay lớn có quy trình check-in và kiểm tra an ninh riêng đối với người nổi tiếng. Họ thường lên thẳng máy bay thông qua cửa ẩn, nằm cạnh cầu lên máy bay. Một số hãng hàng không cũng sử dụng xe hạng sang để đưa khách hàng VIP từ nhà ga đến chỗ máy bay. Hầu hết mọi người đều đến sân bay sớm hơn cần thiết và hoạt động phổ biến nhất khi chờ chuyến bay là dạo quanh khu vực miễn thuế. Và mặc dù người ta hiếm khi lên kế hoạch mua sắm gì đó ở đây, nhưng các sản phẩm khác nhau vẫn xuất hiện trong giỏ hàng của họ. Lý do là vì nhiều sân bay được đặc biệt thiết kế để khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tôi đang nói về những khu cửa sổ lớn, không gian sáng sủa, ghế massage và khu vực ngồi thoải mái. Và theo thống kê, thì hành khách có tâm thế thư thái sẽ mua sắm, săn hàng miễn thuế và mua đồ ăn nhiều hơn bình thường 10%. Các nhà thiết kế đã bỏ ra nhiều công sức để thiết kế sân bay. Điều này giúp hành khách di chuyển dễ dàng hơn,
Và điều quan trọng ở đây đó là hành khách có thể dễ dàng định hướng và không đi lạc. Người ta đã dùng các gợi ý tinh tế nhưng cũng rất hiệu quả để làm vậy. Và việc đặt khu vực bán hàng miễn thuế giữa cửa kiểm tra an ninh và cổng lên máy bay là một trong những cách đó. Chúng giúp bạn thư giãn sau khi qua chốt an ninh và đưa bạn đến nơi bạn cần đến. Nói về thức ăn nhé. Nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng tại sân bay có thể không ngon bằng chi nhánh bên ngoài sân bay của chính nhà hàng đó. Không phải do đầu bếp, mà công ty quản lý nhà hàng mới là nơi chịu trách nhiệm cho chi nhánh tại sân bay. Một trong những lý do đó là sự bảo mật nghiêm ngặt đối với việc giao nhận tại sân bay, bao gồm cả thực phẩm. Bạn vẫn có thể ăn một bữa ngon, nhưng nó sẽ không giống như nhà hàng chuẩn. Bây giờ, tôi sẽ kể cho bạn về cách sân bay thao túng và khiến bạn tiêu tiền. Bạn sẽ phải đi qua các cửa hàng miễn thuế ngay sau khi kiểm tra an ninh. Nhưng điều thú vị nhất đó là con đường đi qua các cửa hàng như thế thường rẽ về bên trái. Lý do là vì hầu hết mọi người đều thuận tay phải. Điều đó có nghĩa là họ sẽ dùng tay phải để kéo vali và thường nhìn về bên phải khi đi qua các cửa hàng. Khu vực miễn thuế ở bên trái nên bên phải có nhiều không gian hơn. Đây là nơi khách hàng thường quan sát. Và bạn đã bao giờ chú ý đến số lượng gương ở sân bay chưa? Gương được đặt tại đó để khiến sân bay trông lớn hơn và tạo ra ảo giác về một không gian rộng rãi. Điều này giúp giảm cảm giác sợ nơi chật hẹp và làm cho trải nghiệm tại sân bay của khách hàng thoải mái hơn. Nếu có thể, đừng đổi tiền mặt tại sân bay. Tỷ giá ở đây không hề tốt chút nào. Những người quên đổi tiền có thể sử dụng dịch vụ online và nhận tiền ở sân bay. Một số nơi chỉ yêu cầu bạn báo trước vài tiếng là được, hoặc bạn có thể rút tiền mặt từ máy ATM tại điểm đến của mình. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc về mã sân bay chưa? Mã sân bay thường sử dụng 3 chữ cái. Vì sao là 3 chữ nhỉ? Vào những năm 30 tại Mỹ, phi công sử dụng mã thành phố với 2 chữ cái của Trung tâm Dịch vụ Thời tiết Hoa Kỳ để nói về các sân bay. Nhưng không lâu sau đó, lượng sân bay ở nước này tăng nhanh bắt đầu vượt quá số lượng mã 2 chữ cái. Vì vậy, các hãng hàng không đã mở rộng hệ thống mã này bằng cách thêm chữ cái thứ 3. Thông thường, chữ cái này sẽ là X. Đó là lý do tại sao Los Angeles lại là LAX. Tuy hai sân bay không được có cùng mã, nhưng một số mã lại rất giống nhau và khiến bạn dễ dàng nhầm lẫn. Ví dụ, sân bay với mã CGP tại Bangladesh và sân bay với mã CPG tại Argentina. Bạn rất dễ bay đến một địa điểm khác đấy, vì vậy nhớ chú ý nhé! Hầu hết các sân bay đều được trang bị nhà bếp rất lớn. Ở đó, cùng một lúc người ta chuẩn bị đồ ăn cho hành khách của các hãng hàng không khác nhau. Và vì những bữa ăn trên máy bay, ôi thật vui đó, phải được nấu 6 đến 10 giờ trước chuyến bay, nên các nhà bếp phải làm việc 24/7. Bên cạnh đó, thực đơn cho chuyến bay phải được phát triển trước 1 năm. Đây là một hoạt động phổ biến đối với hầu hết các hãng hàng không vì mọi nguyên liệu đều quan trọng và làm tăng thêm chi phí. Trên thực tế, vào năm 1987, American Airlines đã tiết kiệm được $40,000 một năm sau khi bớt một quả ô liu khỏi đĩa salad mà họ phục vụ trên các chuyến bay của mình. Nếu bạn có điểm dừng lâu giữa các chuyến bay, việc đến khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi không phải là lựa chọn rẻ nhất. Ta có một mẹo hay hơn nhiều. Hãy kiểm tra xem sân bay hoặc hãng hàng không có bán quyền tham gia 24 giờ vào khu vực phòng chờ VIP hay không. Đa số là bạn có thể dùng đồ ăn nhẹ, thức uống miễn phí tại đó, dùng cabin tắm và phòng nghỉ miễn phí với mức giá rất phải chăng. Có một thuật ngữ cho 60 phút đầu tiên sau khi bạn hoàn tất thủ tục bay, giờ vàng. Đó là thời điểm mà hành khách chi tiêu nhiều tiền hơn trong các khu vực bán lẻ và miễn thuế của sân bay. Việc đặt ghế ngồi thoải mái nhất ở trong các khu vực này ngay trước các cửa hàng là một chiến lược thông minh thu hút bạn mua sắm. Vừa ngồi trên một chiếc ghế êm ái, vừa nhìn vào một bảng hiệu hào nhoáng hoặc cửa sổ của cửa hàng khiến bạn muốn mua đồ. Nếu bạn muốn biết điều gì xảy ra với hành lý của mình khi bạn ở trên máy bay, thì câu trả lời ngắn gọn là một khi hành lý rời khỏi khu vực, thì nhân viên sân bay không biết và có thể họ cũng không quan tâm. Tôi rất tiếc. Hành lý được phân loại tự động, máy quét mã vạch và phân loại hành lý theo điểm đến.
Ba nhiệm vụ chính của nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay là chuyển hành lý của bạn từ khu vực làm thủ tục ra cổng, vận chuyển chúng từ cổng này sang cổng khác khi bạn có chuyến nối, và chuyển hành lý của bạn từ máy bay đến khu vực nhận hành lý. Và thế thôi, vậy nên nếu hành lý của bạn di chuyển không đủ nhanh, nó có thể bị trễ chuyến nối bay nối chuyến, hoặc ngược lại hoàn toàn, túi của bạn đến đích trước bạn vì bạn đang mắc kẹt ở khu vực kiểm tra hộ chiếu. Một vấn đề khác có thể phát sinh nếu bạn quên xé nhãn dán cũ, thể hiện một điểm đến khác. Trong trường hợp này, máy quét có thể gửi hành lý của bạn đến nhầm quốc gia. Bạn đến sân bay, đã lên kế hoạch nghỉ dưỡng và rời xa công việc cùng bộn bề thường ngày trong vài tuần, đậu xe trong bãi và rồi biết được rằng bạn sẽ tốn một mớ nếu gửi ô tô ở đó. Tại sao lại đắt vậy? Trên thực tế, bãi đậu xe ở sân bay cũng là nơi kinh doanh giống như bao nơi khác. Khu đất của bãi đậu xe, việc xây dựng bãi, bảo trì toàn bộ một khi nó đi vào hoạt động, tất cả đều tốn một khoản tiền lớn. Và tất nhiên, ai đó phải trả tiền cho nó. Ngoài ra, việc đậu xe ngay cạnh sân bay đơn giản là rất thuận tiện. Điều này làm tăng bỏng giá thành. Nếu bạn chưa sẵn sàng móc hầu bao để trả cho chút thoải mái đó, thì tốt nhất hãy bắt xe taxi. Các vệt màu trắng mà máy bay thường để lại ở trên cao rất dễ bị nhầm với khí thải của động cơ, nhưng chủ yếu nó là hơi nước. Trong một chuyến bay, hơi ẩm trong không khí tích tụ trong động cơ trước khi thoát ra ngoài với khí thải. Không khí nóng ẩm thoát ra khỏi động cơ, hòa lẫn vào không khí khô và lạnh ở độ cao lớn, tạo thành các đường hơi nước mỏng và dài. Độ ẩm xác định khi nào các vệt hơi nước hình thành và chúng hữu hình trong bao lâu. Nếu ở trên đó đã ẩm sẵn thì sẽ có nhiều nước hơn và vệt trắng sẽ nổi bật hơn. Còn nếu trời lạnh, các giọt nước có thể đóng băng, lưu lại trong một thời gian dài hơn nữa. Nếu một người có thể mở cửa giữa chuyến bay, họ sẽ bị kéo ra khỏi máy bay ngay lập tức do áp suất không khí thay đổi đột ngột. Việc này cũng gây hại nghiêm trọng cho máy bay. May mắn thay, điều đó gần như là không thể. Các cánh cửa trên máy bay mở vào trong khi áp suất của khoang đẩy cánh cửa ra từ bên trong. Sự chênh lệch giữa áp suất bên trong và bên ngoài khiến việc mở cửa là không thể. Thật kỳ lạ khi phi hành đoàn quan tâm đến việc rèm cửa sổ của bạn được mở lên hay kéo xuống, nguyên nhân chính để mắt hành khách có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Điều này chủ yếu giúp đưa mọi người lên và xuống máy bay một cách nhanh chóng. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, phi hành đoàn không hề muốn mọi người chững lại chớp mắt trước khi di tản khỏi máy bay. Một lý do khác để tất cả rèm cửa sổ phải được kéo lên khi máy bay chuẩn bị cất cánh hoặc hạ cánh để đội công tác mặt đất xem liệu có sự cố nào trên máy bay hay không. Ví dụ, nếu có đám cháy trong khoang, đội công tác mặt đất sẽ ngay lập tức thấy và hành động ứng phó. Nếu rèm được kéo xuống, họ sẽ mất thời gian quý báu cần thiết để giải cứu hành khách và phi hành đoàn. Bạn đã bao giờ để ý những con số ở cuối đường băng chưa? Chúng có công dụng cho phi công biết hướng máy bay đang quay về. Ví dụ, số 36 là viết tắt của đề mục 36 độ hoặc hướng bắc. Cùng với các con số, các chữ cái R và L cho biết đường băng gần nhất nằm ở bên phải hay bên trái. Mọi máy bay thương mại mà bạn đã từng lên chỉ có một cánh. Đúng vậy, đôi cánh bên trái và bên phải thực chất là hai phần của một cánh đơn. Máy bay đời đầu tiên có tên là máy bay hai tầng cánh vì chúng có hai cánh. Một cánh ở phía trên và cánh kia đi qua phần dưới của thân máy bay. Chúng được kết nối với các cột chống và dây điện. Về cơ bản tạo thành cái hộp giúp máy bay không bị vỡ ra trong không trung. Cánh thứ hai thiết yếu vì các máy bay đời đầu chỉ hợp lực và bay được ở tốc độ thấp. Nhưng khi động cơ tăng công suất, cánh thứ hai trở nên dư thừa. Dẫu vậy, cánh đơn vẫn đóng vai trò hỗ trợ cho toàn bộ cấu trúc. Khi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ gần cánh máy bay, bạn có thể thấy một móc đôi nhỏ màu vàng trên cánh. Trông lạ vì nó dễ làm rối loạn khí động lực học, nhưng nó có chức năng đảm bảo an toàn cho bạn. Trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp, những chiếc móc này được sử dụng để cố định dây thừng giúp hành khách thoát ra khỏi máy bay qua cánh. Nếu cánh trơn trượt, sợi dây sẽ giúp bạn vững chân và không ngã khi trèo xuống. Bọc khí quyển của trái đất có một số luồng không khí cực nhanh bay lên cao. Đường đi của chúng quanh co,
Nhưng dù sao các luồng khí cũng di chuyển liên tục và máy bay chở khách đã tận dụng điều này. Khi máy bay đến gần một luồng khí hẹp, nó có thể điều chỉnh theo hướng của luồng khí và bay nhanh hơn rất nhiều do được luồng khí đẩy đi. Nhiều hãng hàng không tận dụng lợi thế này để cắt giảm chi phí nhiên liệu và giảm thời lượng của chuyến bay. Các đám mây, đặc biệt là đầu mây vũ tích, có thể báo hiệu rằng phía trước là vùng nhiễu động. Nhưng đôi khi, nhiễu động không khí cũng xảy ra trong vùng trời quang khi máy bay hạ xuống vài mét và bắt đầu rung lắc mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hiện tượng này xảy ra khi hai luồng không khí va chạm với nhau ở tốc độ rất cao và nó hoàn toàn vô hình nên phi công không thể biết khi nào nó sẽ xảy ra. Khả năng đi vào vùng nhiễu động không khí khi trời quang cao hơn ở độ cao thấp phía trên các dãy núi và gần các luồng khí hẹp. Thông thường, khi bị sét đánh, máy bay sẽ được gửi đi kiểm tra ngay sau khi hạ cánh, nhưng nó vẫn có thể hoàn thành chuyến bay hiện tại một cách an toàn. Thân máy bay dẫn điện đủ tốt và giống như một cột thu lôi. Sét có thể đánh vào một trong các đỉnh của máy bay, một trong hai đầu cánh hoặc mũi. Sau đó, sét tìm kiếm mặt đất nhưng không tìm được, rồi cuối cùng đi ra khỏi đuôi. Điện chạy qua bề mặt máy bay dễ dàng hơn là đi vào bên trong. Vì vậy, những người trên máy bay được an toàn trước tác động của nó. Tuy nhiên, sét rất mạnh và có thể gây ra thiệt hại cho các phần bên ngoài của máy bay. Nhiều sân bay trải thảm ở khu vực cổng. Sự chỉnh chu này thường đi kèm với một số đặc quyền khác. Trần nhà thấp hơn, chỗ ngồi thoải mái và ánh sáng tự nhiên dễ chịu. Tất nhiên, những đặc điểm này khiến sân bay tốn kém hơn và thảm không dễ lau chùi như sàn cứng, nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng dành cho hành khách đang chờ chuyến bay, giúp họ thư thái hơn. Tuy nhiên, đó không chỉ là một cử chỉ thiện chí từ phía sân bay đâu. Theo nghiên cứu xã hội, nhóm hành khách điềm tĩnh có khả năng sẽ đi xem các cửa hàng cao hơn 7-10% và thực sự mua gì đó trong khu vực sảnh hoặc khu miễn thuế. Vì vậy, qua việc đầu tư vào sự thoải mái của hành khách, thu nhập của sân bay được gia tăng. Nếu ở trên máy bay và bạn thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra với hành lý của mình, thì câu trả lời ngắn là một khi hành khách đi khỏi khu vực của họ, nhân viên sân bay sẽ chẳng hay biết hoặc nói trắng ra là họ không quan tâm. Hành lý được tự động phân loại, máy quét mã vạch và phân loại hành lý theo điểm đến. Ba nhiệm vụ chính của nhân viên xử lý hành lý tại sân bay là chuyển hành lý từ khu vực làm thủ tục ra cổng, di chuyển hành lý từ cổng này sang cổng khác khi bạn có chuyến bay nối tiếp, và chuyển hành lý từ máy bay đến khu vực nhận hành lý. Và thế là xong. Vì vậy, nếu hành lý không di chuyển đủ nhanh, có thể nó sẽ bị trễ chuyến bay nối tiếp của bạn. Hoặc ngược lại, hành lý đến ít trước khi bạn tới vì bạn đang bị mắc kẹt ở quầy kiểm soát hộ chiếu. Một vấn đề khác có thể phát sinh nếu bạn quên xé nhãn dán cũ từ một điểm đến khác. Trong trường hợp này, máy quét có thể gửi hành lý đến nhầm quốc gia đấy. Hầu hết các sân bay đều được trang bị nhà bếp khổng lồ để chuẩn bị thức ăn cho hành khách. Nhà bếp sân bay thường cùng lúc nấu thức ăn cho các hãng hàng không khác nhau. Và do thức ăn ngon lành đó cần được nấu trước 6-10 giờ nên nhà bếp phải làm việc 24/7. Tuy nghe rất bất ngờ, nhưng thực đơn cho chuyến bay của bạn đã được lên kế hoạch trước 1 năm. Đây là một thực tế phổ biến đối với đại đa số hãng hàng không vì mọi nguyên liệu đều quan trọng và cộng dồn vào chi phí. Trên thực tế, một hãng hàng không đã tiết kiệm được $40,000 sau khi họ bỏ duy nhất một quả ô liu ra khỏi món salad mà họ phục vụ trên chuyến bay. Nhân viên sân bay đôi khi yêu cầu hành khách xoa tay vào một miếng vải trước khi cho nó vào một chiếc máy đặc biệt. Cảm giác có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không có gì to tát đâu. Bạn đang được kiểm tra bằng một loại máy phun mà thôi. Trước khi bắt đầu ngày làm việc, nhân viên đưa các mẫu hóa chất nguy hiểm vào máy. Máy ghi nhớ những mùi này. Nếu tay của một người có mùi giống mùi những hóa chất đó, nó sẽ cảnh báo cho nhân viên sân bay về mối nguy hiểm. Đôi khi, mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ lắm. Bạn đến trạm kiểm soát an ninh và đột nhiên bạn có thứ bị cấm mang lên máy bay trong hành lý của mình. Nhưng đừng lo nhé. Toàn bộ vật bị thu giữ trong quá trình kiểm tra trước chuyến bay đều được lưu giữ tại sân bay trong thời gian tối đa lên tới 3 tháng. Trên hết, bạn có cơ hội gửi thư đến bất kỳ địa chỉ nào trong nước.
những món đồ bị nhân viên an ninh tịch thu và không được xác nhận quyền sở hữu cũng sẽ được bán tại các cuộc đấu giá đặc biệt và được chuyển phát khắp thế giới. Nếu bạn có một khoảng thời gian dài giữa các chuyến bay, việc đến khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi hẳn không phải là lựa chọn rẻ nhất. Ta có một mẹo hay hơn nhiều. Hãy kiểm tra xem sân bay hoặc hãng hàng không có bán quyền sử dụng 24 giờ đối với khu vực phòng chờ VIP hay không. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể ăn uống miễn phí tại đó, dùng cabin tắm và phòng với mức giá rất phải chăng. Trong sân bay có nhiều sân ga, hãy tìm kiếm các lối đi ngầm nối các sân bay mà hầu hết không ai biết. Ví dụ, sân bay Frankfurt ở Đức có một đường hầm đi bộ giữa nhà ga số 1 và số 2, chủ yếu được các nhân viên sử dụng vì hành khách đơn giản là không biết đến sự tồn tại của nó. Thực sự có một thuật ngữ cho 60 phút đầu tiên sau khi bạn hoàn tất thủ tục đăng ký, giờ vàng. Đó là thời điểm mà hành khách chi tiêu nhiều hơn cả vào các khu vực bán lẻ và miễn thuế của sân bay. Và việc đặt ghế ở chỗ ngay trước cửa hàng là một mẹo thông minh để thu hút khách mua sắm. Hãy thừa nhận rằng việc ngồi trên một chiếc ghế êm ái trong khi nhìn vào một bảng hiệu hào nhoáng hoặc ngắm nghía các cửa hàng thật lôi cuốn. Và đó chính xác là điều mà sân bay muốn bạn cảm thấy. Nếu chuyến bay của bạn đã được đặt quá số ghế và bạn không thể bay vào thời gian đã định, thì đừng vội chấp nhận voucher đầu tiên thay lời xin lỗi. Thông thường, các hãng hàng không vẫn mở bán vé cho đến khi có đủ tình nguyện viên chịu từ bỏ vé của mình. Và nếu họ chưa có đủ và vô tình nhắm đến bạn, thì bạn có thể nhất quyết đòi hoàn trả tiền mặt. Tùy vào giá vé và thời gian trì hoãn, bạn có thể được hưởng tối đa $1,300 cơ đấy. Hầu hết các sân bay đều có chuyên gia phân tích tâm lý. Những người này thực hiện nhiệm vụ spot, tức là sàng lọc hành khách bằng kỹ thuật quan sát. Họ cẩn thận phân tích nét mặt, cử chỉ và hành vi để phát hiện những người khả nghi. Công việc của họ là để ý những dấu hiệu lo lắng không lời, chẳng hạn như liếm môi, ngứa hoặc nhìn xung quanh quá nhiều. Nếu nhận thấy một người có hành vi kỳ lạ, chuyên gia phân tích tâm lý sẽ mời họ đi kiểm tra. Ở đó, chuyên gia nói chuyện với người đó để hiểu thêm về họ. Chuyên gia phân tích tâm lý làm việc ở cả sảnh chính và quay kiểm soát hộ chiếu. Câu hỏi điển hình của họ là mục đích đi máy bay của bạn là gì? Sau đó, họ quan sát phản ứng của người đó với câu hỏi. Cho dù hành khách có kín đáo đến đâu, nếu họ đang che giấu gì đó, các sĩ quan TSA vẫn sẽ biết được nhờ những dấu hiệu nhỏ nhất trong hành vi của người đó. Trước khi hành lý của bạn lên máy bay, nó sẽ trải qua 5 cấp độ an ninh và một trong số chúng. Bên cạnh quét bên trong là được chó huấn luyện chuyên nghiệp ngửi để phát hiện hóa chất nguy hiểm. Một sự thật nổi tiếng là mũi của loài chó nhạy hơn mỗi người rất nhiều. Trên thực tế, chó phân biệt mùi tốt hơn con người từ 10.000 đến 100.000 lần. Chẳng có gì lạ khi các sân bay tận dụng khả năng siêu phàm này để đảm bảo an ninh và thường xuyên sử dụng những chú chó đánh hơi để phát hiện các chất khả nghi. Điều cực kỳ thú vị là bạn không thể phân biệt được chó đánh hơi với chó dân thường. Khác với chó cảnh sát, chó làm việc ở sân bay không được huấn luyện kỹ năng dọa người. Các giống chó đánh hơi nổi tiếng nhất là Golden Retriever, Lux và German Shorthair Pointer. Sạc điện thoại của bạn tại một nơi có điểm cắm sẵn thì thuận tiện đấy, nhưng còn an toàn ư? Không hẳn. Nếu trạm sạc chỉ cho phép bạn cắm dây thì điện thoại có nguy cơ bị cài đặt phần mềm độc hại. Cách duy nhất để sạc điện thoại hoặc máy tính bảng là tìm một ổ cắm điện và dùng dây sạc riêng của bạn. Tương tự với Wi-Fi miễn phí tại sân bay, ngoài việc cái sân bay yêu cầu bạn xác thực bản thân khá thường xuyên, điểm phát sóng Wi-Fi không được bảo vệ có thể khiến kẻ xấu truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn. Sử dụng dữ liệu di động vẫn an toàn hơn. Nhưng nếu bạn nhất thiết phải dùng Wi-Fi của sân bay, tốt nhất hãy xóa hoặc mã hóa toàn bộ thông tin quan trọng trên thiết bị của bạn đi nhé. Chắc có lúc bạn cũng bực bội vì cứ phải lấy laptop ra khi đi qua hải quan. Nhưng nhân viên sân bay cần phải nhìn rõ thiết bị của bạn để đảm bảo rằng nó không che giấu gì bên trong. Trên màn hình của máy quét X-quang, laptop trông giống như một vật thể bán trong suốt. Họ có thể nhìn thấy rõ ổ cứng, ổ đĩa quang và những vật tương tự. Nhưng các nhân viên an ninh không thể thấy có gì đằng sau các bộ phận đó, chẳng hạn như một cục pin đặc và lớn. Mọi người có xu hướng chọn hàng chờ gần hải quan nhất. Nếu dòng người đó quá đông,
bạn chỉ cần quan sát xung quanh sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân và vé. Bạn có thể thấy một trạm kiểm soát khác có ít người hơn. Một số trạm kiểm soát tại sân bay nằm ở rìa xa của sân bay và đó là lý do tại sao hành khách không nhìn thấy chúng. Đăng ký TSA PreCheck là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian khi bạn đi lại trong và ngoài nước Mỹ. Là hội viên của chương trình này, bạn sẽ có một số đặc quyền tuyệt vời. Đầu tiên, việc đi qua quầy kiểm soát an ninh và hộ chiếu sẽ diễn ra nhanh hơn. Nếu là hành khách PreCheck, bạn sẽ không phải cởi giày hoặc tháo thắt lưng. Và hãy quên luôn cả việc đặt đồ đạc như chất lỏng và laptop vào khay chuyên dụng đi. Nếu không bay đi hoặc đến nước Mỹ, bạn có thể tra cứu các dịch vụ tương tự hiện có ở quốc gia của mình. Nếu bạn bay hạng phổ thông nhưng không thích điều này, ai mà thích cơ chứ? Hãy check-in trực tuyến và xem cách lựa chọn ghế vào khoảng 4 ngày trước chuyến bay. Đây là khoảng thời gian các hãng hàng không thường nâng hạ ghế và bạn có thể nâng lên hạng thương gia với một khoản phí nhỏ hoặc đôi khi là miễn phí. Bạn cũng có thể yêu cầu nâng hạng khi bạn ở sân bay. Đa số mọi người quên cơ hội này hoặc đơn giản là không quan tâm, nên biết đâu bạn sẽ gặp may thì sao?